Makawaksani dese si sakta nang atasi takang de na sa tu ayo bang te dese tu tamma de sanang sapariya sampang pika ta we. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết pháp, vì nơi đây tâm đạo tính thành ngưỡng cầu duyên phúc trọn lành, ngưỡng cầu gieo hạt vô sanh bồ đề. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông cầm mic trước là thử máy, sau là để trả lời những câu hỏi của các quý vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Tát Sa Pa Ra Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ra Wa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pa Ra Wa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bồ Tát Gia Kinh Bạch Chư Tôn Ngài Gia Kinh Thưa Chư Cư Chư Nam Cư Chư Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bồ Tát Gia. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng, kính lễ Ngài Liễu Tông, kính thưa quý vị, xin đại thay mặt đạo tràng thành kính sám hối Ngài Liễu Tông. Ngày hôm trước đạo tràng thiếu tinh thần tích cực trong vấn đề học hỏi, cho nên có những cái thời gian trống vắng. Đây là một cái điều mà cá nhân của chúng tôi cảm thấy có lỗi, và hôm nay cũng đã điều chỉnh những sự sai sót đó. Kính mong Ngài Liễu Tông hoan hỷ với đạo tràng và cùng sinh hoạt với đạo tràng, để đạo tràng có được sự an vui tiến hóa trong sự tu tập. Mong Ngài hoan hỷ tha lỗi cho đạo tràng ngày hôm trước. Và bây giờ thì chương trình tiếp tục. Huynh tu học Phật Pháp sẽ là thị giả, sẽ là MC, để cho sự sinh hoạt của chúng ta được liên tục. Ngưỡng mong Ngài hoan hỷ. Rồi bây giờ xin mời huynh tu học Phật Pháp ha. Nam mô Bụt Thầy giả, Nam mô Tham Ma giả, Nam mô Sang Kha giả. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, và xin mến chào các anh chị đạo hữu ở trong rước mặt. Dạ, hy vọng là cái âm thanh của con nó được rõ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, như vậy thì xin mời các anh chị nêu những cái vấn đề, những cái thắc mắc của mình để sư chỉ dạy chúng ta. Lâu quá mới gặp lại Sít Sài Gòn nè, xin mời Sít Sài Gòn có những cái câu hỏi đóng góp cho room. Xin mời vậy xin có chị Meta giơ tay ha. Dạ, xin mời chị lên nêu câu hỏi với sư trước. Dạ, gửi mic cho chị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Mô Sang Kha. Dạ, không biết đạo tràng có nghe của con không. Dạ, cảm ơn huynh tu học Phật Pháp, để cảm ơn cô Hà, cảm ơn đạo hữu lang thang cho biết đã nghe được âm thanh của con rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bạch Ngài, con có một cái câu hỏi như thế này Ngài. Dạ, con thấy hôm nay là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Ở Úc con thì ngày mùng 8, và ở Việt Nam cũng là ngày mùng 8. Riêng ở Mỹ và các nước châu Âu thì chắc là còn mùng 7. Nhưng mà đây cũng là cái tuần lễ Vê Sắc. Thì con thấy năm nay ở Việt Nam
chúng ta đó thì tổ chức cái lễ Quê Sắc này rất là hoành tráng, rất là lâu, kéo dài một tuần lễ, và ngày hôm qua là đã khai mạc rồi. Thì con thấy là có các nước Phật giáo truyền thống như là Thái Lan, Campuchia, Lào, Sri Lanka, vân vân, và cả nước chủ nhà là Việt Nam tổ chức rất là hoành tráng. Thì con thấy là cái điều đó có thể là một cái điều rất là tốt đẹp, rất là mừng là Phật giáo đã được hưng thịnh nhiều nước và tham gia rất là đông. Thì con nghĩ bạch ngài không biết cái đó là một cái điều mừng cho Phật giáo hay là như thế nào ngài. Dạ con xin xin ngài giảng giải cái điều này cho con. Dạ con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tổng, dạ kính thưa chư quý vị. Thật ra đó cái tổ chức này là dựa vào cái quyết định của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi không nhớ năm nào nhưng khoảng cả chục năm về trước thì các nước có Phật giáo đó có yêu cầu làm lễ về ngày đại lễ tam hợp này. Thì Liên Hợp Quốc nó không có quyết định là ngày nào, nhưng mà nó cho phép trong cái tháng mà có cái ngày đó là thì mình muốn tổ chức ngày nào cũng được. Thì tất cả các quốc gia đó đồng ý rồi cái tới cái năm mà tháng nào có lễ Phật đản thì họ sẽ bắt thăm để cái nước đó được tổ chức. Thì cái nước đó tổ chức ngày nào thì thông báo tất cả các nước có Phật giáo đó là xúm nhau để làm ngày đó. Nhưng mà sau ngày đó thì các nước sẽ làm riêng mình ngày nào là tùy theo mỗi nước chứ không có ấy được. Nhưng mà cái ngày này là làm theo cái điều kiện của Liên Hợp Quốc nó cho. Thành ra mình muốn nói cái chuyện mà Phật giáo như thế nào đó thì chúng ta phải dựa vào cái lời tiên tri của các bậc mà thứ thiệt, chứ còn mình nhìn những cái kiểu này thì mình nói nó tốt hay nó xấu thì cái chuyện đó không ai quyết định được. Thì trong chú giải của cái lời mà Đức Phật chấp nhận cho Thiền Cô Ni vô đó, chúng tôi không nhớ trong tăng luật cho người nữ xuất gia làm Thiền Cô Ni đó, thì chú giải có giải thích rằng dựa vào một số cái điều kiện vậy đó thì Phật giáo sẽ bắt đầu suy đồi. Thành ra mình mới có cái chữ là Phật giáo ở cái thế giới này 5.000 năm là vậy. Thì họ tính theo cái sự đắc đạo quả để họ quyết định cái đó, chú giải. Thì 1.000 năm đầu tiên thì còn bậc A-la-hán có lục thông hay là có đầy đủ. 1.000 năm thứ hai thì chỉ còn bậc A-la-hán su khả với bạch sa cả. Còn 1.000 năm thứ ba thì chỉ còn bậc tam quả chứ không còn bậc A-la-hán. Tức 1.000 năm chúng ta đang ở đây nè là 1.000 năm thứ ba, chỉ còn có bậc tam quả, nhị quả và sơ quả mà thôi. Rồi sang 1.000 năm thứ tư thì chỉ còn có bậc sơ với nhị quả thôi, đó là không còn bậc tam quả nữa. 1.000 năm thứ năm thì chỉ còn có bậc sơ quả mà thôi. Sau 5.000 năm thì Phật giáo biến mất. Thì nếu mà chúng ta muốn biết Phật giáo mình suy đồi hay là như thế nào đó, mình phải dựa vào cái điều kiện mà chú giải thầy giải thích, chứ mình không thể dựa vào một số cái việc làm rùm beng như vậy rồi mình cho rằng như tiến bộ hay là như vậy, cái đó nó không đúng. Bởi vì cái tổ chức ngày lễ này đó nó không có biểu dương được cái điều kiện mà cái quốc gia tổ chức đó, đó là hành theo lời dạy Đức Phật ấy, như thế nào. Cái gì nó nhớ chuyện đó. Ngay cả những cái nước bây giờ mà mình biết là thứ thiệt là rất nhiều đó, tức là như Miến Điện đó, mà nó vẫn suy đồi, còn cũng giống như mình thấy hiện nay ha.
nó suy đồi vì cái tình trạng chính trị của nước đó, chứ mình không thể nói là ông sư ông suy đồi. Ông sư thì, ví dụ như ông Miến Điện bây giờ còn có những cái vị mà vẫn thuộc lòng Tam Tạng, vẫn hiểu được Tam Tạng như thế nào. Hay là những nước như Thái Lan bây giờ cũng có, không có Tam Tạng Pháp Sư, nhưng ít nhất cũng có những cái vị mà ta thông lão thông cái tất cả lời dạy Đức Phật, tức là bộ Tam Tạng đó. Nhưng mà nó rất là, nghĩa là hạn chế chứ không có nhiều. Ví dụ như Miến Điện giờ còn có 9 vị thôi, đó là quý vị biết. Mà trong khi Chư Tăng ở đó là cả 500-600 ngàn vị, mà chỉ còn có bao nhiêu đó là có khả năng để diễn đạt cái tất cả lời dạy của Đức Phật trong vòng 45 năm của Ngài, thì mình biết nó suy nhiều lắm, chứ nó không có giống như mình nghĩ ồn ào rùm beng vậy là còn tốt. Thì chuyện đó nó không có nên, mà mình dựa vào cái pháp hành của Chư Tăng, của cận sư nam cận sư nữ, thì mình mới biết cái điều kiện nó như thế nào mà thôi. Chứ còn mình đừng dựa vào một vài cái tổ chức như vậy rồi mình cho rồi ôi Phật giáo đang dẫn thì còn sự ấy, không có đâu quý vị. Phật giáo chỉ suy đồi không có nghĩa là Phật, cái lời dạy Đức Phật suy, mà có nghĩa là cái người tự xưng mình là học theo giáo điển của Đức Phật. Mà ví dụ như bây giờ mình nói là Ngài dạy 84.000 pháp môn, pháp quẩn, tức 84.000 bài pháp đó. Mà giờ mình chỉ nhớ có một hai bài pháp, tức là người mình nó đã suy đồi từ giáo pháp của Đức Phật. Chứ mình không thể nói là mà giáo pháp suy đồi được. Mình nói là mình nói ngược, nói theo cái quả, chứ mình không có nói theo cái nhân. Cái nhân là dựa vào những cái ấy đó. Ví dụ như hồi xưa, hồi chúng tôi ở cách đây khoảng 30 năm, 40 năm ở Thái Lan đó, nghĩa là Chư Tăng lúc đó khoảng 400 mấy chục ngàn. Mà bây giờ theo thống kê mới nhất thì Chư Tăng chỉ còn khoảng 200 ngàn mà thôi, chứ không có hơn. Không thể như cũ được. Thì mình dựa vào những cái pháp học, pháp hành của những người tự xưng mình là học trò của Phật giáo á, mà hành như thế nào, thì mình lấy cái đó để làm cái căn bản của mình quyết định. Không có nên nhìn một vài cái ngày lễ lớn của Phật giáo rồi mình cho Phật giáo vẫn còn vậy, thì đó là có thể là nó không có được đúng cho lắm. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con kính cảm ơn Ngài rất là nhiều đã cho chúng con hiểu được đây là cái điều đáng mừng hay là chưa có mừng. Dạ thôi, con kính mời quý vị trong đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ, con xin trả máy lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ, con thay mặt đạo tràng kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Xin mời các anh chị xin mời các anh chị khác nêu câu hỏi. Các anh chị có thể tắt chat lên. Rồi, xin mời cái nick tiếp theo ha. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Thầy, dạ, Nam mô Sang Thầy, dạ. Dạ, con kính lạy Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chư Tông Đức Tăng, con kính lạy các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, từ ngày nãy cô Meta có nói về cái vấn đề giáo pháp và Ngài cũng có giảng là giáo pháp sẽ suy đồi và từ từ nó suy đồi cho đến 5.000 năm thì sẽ không có người biết. Thì trong con học được thì biết rằng là cái sự suy đồi là do bởi chúng sanh không có học và hành giáo pháp nên giáo pháp nó suy đồi. Cái đó là cái điều con biết, nhưng mà con không biết là ngoài cái đó ra nó còn có cái gì khác nữa không thưa Ngài, giống như là sự không trì hành giới hạnh của vị tỳ kheo hoặc cận sự nam cận sự nữ, nó có phải là một cái yếu tố để dẫn đến cái sự suy đồi cái giáo pháp của Đức Thế Tôn không ạ? Dạ, con kính trao mic lại cho Ngài giảng dạy. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chư quý vị, sự suy đồi là bắt nguồn từ cái tạng di diệu pháp, tức là suy đồi từ bạch thả ná để suy đi dài xuống, rồi sau đó tới tạng kinh, rồi nói sau đó cái tạng mà suy đồi cuối cùng đó, tức là thằng lục,
thì mình không thể mình nói là ông sư ông không giữ, ông sư cũng vẫn giữ cho tới ngày đó, nhưng mà cái điều kiện giữ của ông sư bắt đầu nó kêu bằng nó khiếm khuyết lần lần, nhưng mà những cái mà chắc chắn thì nó sẽ mất sau cùng. Ví dụ như bốn điều bất cộng trụ của chư tăng thì chư tăng phải giữ nó cho tới ấy ha. Còn những cái ví dụ giới nhỏ nhỏ như là sẽ khi giáo quát đạo này kiếm chồng á, thì có thể nó mất lần 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 ta không thể thông động được. Thì nó tăng luật là mất cuối cùng. Cho tới ngày đó thì người ta tới khoảng 4-5 ngàn năm thì vẫn còn những người ta giữ cái luật, nhưng mà đều không có giữ đầy đủ giống như bây giờ thôi. Đó. Thành ra tại vì cái giáo pháp của Đức đối với phàm nhân mình nó rất là khó, nó rất là vi tế, chứ nó không có dễ giống như mình tưởng. Bởi vì cứ nghĩ ví dụ như bây giờ đó, thật sự ra đó, ngoại trừ những cái vị sư mà hạ thủ công phu tức thiệt đó, thì mai ra còn có thể là diễn giải bạch thả ná nó rất là chi tiết, chứ còn bình thường là đã giàu học xong đi nữa cũng không thể là diễn giải một cách rất là chi tiết được. Vì này nhớ chuyện đó ha. Thì nó bắt đầu nó phải suy lần lần chứ làm sao nó không suy được. Quý vị nên hiểu rằng cái bộ bạch thả ná nó có sáu cái này tất cả, sáu cái ấy tất cả, rồi nó chia ra. Nhưng mà bây giờ ví dụ như hồi xưa chúng ta học cái lớp mà để trở thành giảng sư về di diệu pháp đó, cũng chỉ học được có một mà trong sáu mà thôi, chứ không phải được học hết. Thì quý vị biết là nó bắt đầu nó suy từ từ chứ làm sao nó không suy được. Dù rằng vẫn còn người học hỏi, vẫn còn người ấy, nhưng mà nó suy là suy như vậy, nó không còn đủ. Xưa là người ta học ta ấy, bây giờ cái số người mà học ở đây ấy là rất là ít, chứ không có nhiều. Học mà để hiểu tất cả các điều kiện mà trong cái bộ cuối cùng đó, bộ bạch thả ná không, bây giờ nghĩa là rất là đếm đầu người trên ngón tay thôi, chứ không có nhiều. Đó. Đa số học những cái phần mà rất là căn bản thì học nhiều thiệt, còn nhiều người học, nhưng mà học để hiểu tất cả các bộ trong đó thì rất là hiếm hoi. Đó. Nó suy là như vậy. Này, nó từng cái phần nào khó thì người ta bỏ qua lần lần. Còn những cái nào dễ dễ thì người ta vẫn tiếp tục. Còn tăng luật thì những cái nào mà nó làm mất cái tăng tướng thì người ta vẫn phải giữ. Còn những cái mà có thể là bị rồi sám hối được thì người ta dễ vui lần lần, chứ sao dễ vui được. Mình là phàm nhân mà. Giúp chỗ nào dễ vui được thì cứ dễ vui chứ sợ ai, đúng không? Mô bích thai giác. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con thay mặt đạo tràng xin kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư. Không biết là Nick Hà có muốn nêu vấn đề để cho sư chỉ dạy thêm hay không? Xin mời chị Hà, Nick Hà đó, có muốn nêu thêm câu hỏi sau khi nghe sư giảng dạy như vậy. Dạ, như vậy thì xin mời các anh chị, mời Nick Hà lên tiếp tục nha. Chắc là rớt mic rồi ha. Chắc là rớt mic rồi. Không biết rằng là cái nick Hà 04 này kia còn ở trong room không? Hình như là rớt mic rồi ha. À còn đây. Alo 123. Không biết là nick Hà còn nghe được âm thanh không? Mà xin mời xin Hà đưa tay lên ạ. Không biết âm thanh có còn nghe được không ạ? Âm thanh của chúng tôi là trong room có còn nghe được không? Cảm ơn Sít Sài Gòn, cảm ơn Sít Nguyên Càng, cảm ơn chị Meta. Rồi xin mời các anh chị khác nêu vấn đề lên.
để chúng ta các anh chị nào có vấn đề gì xin mà nêu lên. Rồi, xin mời Nguyên Trang nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Địa Tông. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ, kính bạch Ngài. Dạ, Ngài có thể giảng giải cho con hiểu rõ về cái chữ mà Tanh Ha và Chanh Đá ạ. Thì hai cái chữ đó cũng là tham về luyến a. Ngài có thể giảng, tại vì con cũng còn confused hai cái chữ đó đó Ngài. Dạ Ngài, con kính xin Ngài có thể giảng dạy rõ để con hiểu rõ hơn ạ. Con kính tri ân Ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự chư sanh đá nó chỉ là ý muốn mà thôi. Ý muốn. Còn muốn như thế nào thì nó phải dựa vào cái pháp đi theo nó. Đó. Ví dụ như mình muốn những cái mà thì mình nói về dễ hiểu thì với chánh đá nó ở trong cái tâm á, nó ở trong tâm mà cả tâm thiện tâm bất thiện. Thì khi nó ở trong tâm bất thiện thì cái ý muốn đó là ý muốn xấu. Mà nó trong tâm thiện thì cái muốn đó là ý muốn tốt chứ không thể xấu được. Nhưng còn cái chữ tánh nã đó là nó là xấu hoàn toàn, chứ nó không có chỗ nào để mình nói là tốt đó. Nó là tốt. Nhưng mà trong các pháp xấu đó, 12 cái pháp xấu đó, dầu rằng trong Phật ngôn thì cũng có điều Đức Phật hay nói là có những cái pháp nên bỏ, mà có lúc mà nên bỏ nên diệt nó, mà cũng có lúc là nên thân cận nó. Thì tại sao Đức Phật nói ác pháp mà nên thân cận? Nên thân cận lúc nó là đối tượng của thiện minh sát, nên nhớ chuyện đó. Đó. Thí dụ như thọ sân chẳng hạn, đó. Mình quán thọ, mà mình quán thọ sân bởi nó là đối tượng thiện minh sát thì mình phải thân cận nó để mình quán. Chứ không phải là mình diệt nó làm sao nó đang là đối tượng của thiện minh sát, không diệt nó làm sao mình quán để biết cái pháp đó là như thế nào, nó phát sinh do cái gì, hay là có hại như thế nào. Đó. Thành ra dầu rằng cái ý muốn cái dục là nó có lúc xấu, nhưng mà căn bản của nó là cái pháp là cần giữ lại chứ không nên diệt nó. Nhưng mà tại vì cái tâm trở tham á là cái pháp luôn luôn là xấu, thành ra khi nào thân cận là nếu nó là đối tượng của thiền minh sát thì mình thân cận, mà nếu nó không phải là đối tượng của thiền minh sát lúc đó thì nên diệt nó chứ không nên giữ nó. Anh em mình có hiểu những cái điều kiện mà liên quan tới những cái đó để mình biết lúc nào mà cái xấu đó nên thân cận, mà lúc nào cái xấu đó nên diệt là như vậy. Nam mô Bích Thai Giá. Dạ, chúng con xin tri ân về lời dạy của sư, và cũng gửi lời cảm ơn cho Sít Nguyên Trang gửi câu hỏi ha. Và xin mời cái nick tiếp theo là Trần. Dạ, con trước hết con xin kính đánh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin kính đánh lễ sư Chi Đức, kính đánh lễ Ngài Liệu Tông. Cảm ơn anh Tư học Phật Pháp. Kính chào đạo tràng. Thưa sư, có thể giải thích cho con, nãy sư nói như cái 3.000 năm sau đó là cái tạng vi diệu pháp mất, và cái 4.000 năm sau thì cái tạng kinh mất, và 5.000 năm sau là tạng lục nó sẽ mất. Thì ý con hỏi sư là vậy những cái 3.000 năm sau khi cái tạng vi diệu pháp mất đó, thì vậy không còn hiểu, những người hiểu về vi diệu pháp, vậy những người trên con đường tu học sau những năm 3.000 hay là tạng kinh những 4.000 năm sau, thì những vị mà cư sĩ hay vị gì đó,
họ có cơ hội đắc được vị thánh và khủ học phong sư. Nếu mà trong khi vi diệu pháp đã mất sau 3.000 năm hay là tạng kinh mất sau 4.000 năm, thì cơ hội những vị cư sĩ và những vị tăng đó, có cơ hội đắc được cái bậc thánh như là ít nhất là Tu Đà Hoàng hay Tư Đà Hàm không, thưa sư? Xin sư giải thích cho con ạ. Con xin cảm ơn sư ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Trừ Tàu Mẹ Dạ Kinh Thừa Chủ Vị. Chúng tôi nói nó mất không có nghĩa là nó bị ai lấy đốt hay chôn gì, không phải. Mất là nó mất từ ở trong cái người của mình đây nè. Thay vì lúc đó mình học, mình không có học, hoặc là gì trí tuệ mình nó thứ thiệt quá, nó học không có nổi, nó không được học. Đó. Nhưng mà Bậc Thánh vẫn còn tới 5.000 năm là tại sao vẫn có người học được. Mà nó mất là người ta, nghĩa là cái quyển sách, nếu mà nó theo quyển sách thì quyển sách nó vẫn còn đó chứ nó không có đi đâu cả. Nhưng mà không ai là đụng tới để đọc hết á, chỉ cần có một vài người đọc mà thôi. Nghe là Bậc Thánh vẫn còn tới 5.000 năm, chứ đừng tưởng mất là không ai thấy, không ai đụng tới nó được. Vẫn còn người đụng chứ làm sao không đụng được. 5.000 tới 5.000 năm vẫn còn bậc sơ quả mà. Đó, phải hiểu chứ mất là vậy, là không còn ai sử dụng nó, không còn ai, nó vẫn còn chứ giáo pháp Đức Phật làm sao mất được. Cho tới khoảng chừng 70-80 triệu năm sau thì một cái vị khác, Ngài dùng pháp học, pháp hành của Ngài, Ngài thấy là cái điều mà của Đức Phật Gautama dạy, nhưng chính là Ngài cũng là Đức Phật, Ngài tìm ra là tìm ở đâu. Nó vẫn còn đó chứ làm sao mình nói nó mất rồi, không còn ai có khả năng, có khả năng đi học, gọi là mất chứ không phải là cái này nó vẫn còn, sao không còn được. Ví dụ danh sách biến mất làm sao còn người được. Nhưng mà lúc đó không ai biết danh sách là gì đó, thì mình gọi nó là mất, thì mình nói mất là như vậy chứ không phải mất là nó biến mất nha. Nam mô Bích Hà Giá. Dạ, chúng con xin kính tri ân lời dạy của sư ạ. Rồi, gửi lời cảm ơn anh Chánh Tâm đã nêu câu hỏi ha. Xin mời chị Nguyên Trang tiếp theo ạ. Dạ, con dạ một lần nữa con kính tri ân sư và dạ, kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, kính thưa ngài, thằng ngài cho con hỏi trong cái câu pháp cú mà 217 nói về, trong cái câu pháp cú mà nói về 500 cậu bé mà dâng bánh cho ngài Cassapa đó ngài, thì ở trong cái chữ mà sắc chá quê đí năng, thì ở đó có nói là người giác ngộ chân lý do đã làm thấu rõ 16 chi của tứ diệu đế. Dạ, con kính xin ngài có thể giảng dạy cho con là 16 chi của tứ diệu đế không ạ? Kính xin bạch ngài có thể giảng cho con hiểu rõ thêm về 16 chi của tứ diệu đế ạ. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Trừ Tàu Mẹ Dạ Kinh Thừa Chủ Quý Vị. Cái đó để tuần sau đi. Chúng tôi, nếu mà chúng tôi hiểu cái đó nó nằm trong đầu chúng tôi đã thành thánh rồi. Có những cái chuyện mình hỏi là phải con số cái điều kiện chứ con người không đi hỏi. Cái đó chúng tôi không có rõ. Phải lật ra trả chứ còn hỏi có biết hay không cũng không biết nữa, có hiểu hay không chưa hiểu, nếu hiểu là thứ thiệt rồi. Hỏi cái gì cũng phải coi cái ông đang nói chuyện đây ông cỡ nào chứ. nếu mà ông ngon cỡ đó là thôi chứ đâu còn chuyện gì để nói nữa. Nam mô Bố Thầy Gia. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Cảm ơn chị Nguyên Trang đã nêu một cái câu hỏi. Con trong cái này con nhớ mang máng thưa sư, là cái 16 chi này là cũng ở là 16 cái thực tính của khổ đế, tập đế, diệt đế, rồi đạo đế mà ở trong thanh tịnh đạo có ghi. Con nhớ mang máng này là có ghi là về 16 cái chi, tức là mỗi một cái đế là 4 chi thì sao đó thưa sư. Dạ. Rồi xin mời, ở đây có một cái câu hỏi của chị Chiếc Lá Mùa Xuân.
là bạch ngài, là xin ngài giảng dạy cái sự khác biệt giữa cái tham và cái thân ái là gì. Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh và Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, tham là nó là một loại thực tính pháp mà nó có chi pháp đàng hoàng. Còn thân ái nó không phải là thực tính pháp mà nó cũng không có chi pháp, thì mình nói sự khác biệt của nó là mình không thể tìm thấy sự khác biệt được. Bởi đó cái chữ thân ái là do cái đời người ta đặt ra theo cái điều kiện của đời. Còn cái tham ái mà được đặt ra là do Đức Phật đặt ra theo điều kiện của thực tính pháp. Đó. Chứ không phải mình cái gì cũng vậy. Chứ nếu mình hỏi về Phật pháp thì phải dựa vào số điều kiện. Còn hỏi cái có những cái nó không phải nằm trong giáo pháp thì rất là khó để cho một cái người mà có thể hiểu được. Bởi vì những cái gì mà muốn hiểu những cái đó là người ta học về phương diện ngoài, ví dụ quốc ngữ, dân ngữ, người ta học rất là giỏi, người ta mới có thể ta phân biệt một số chuyện. Còn mình thì không thể, không có khả năng là đó. Thành ra thân ái gì không xong, tôi cho miễn bạn đi. Nam mô Bồ Tát. Dạ. Nam mô Bồ Tát. Dạ. Dạ, như vậy thì chị Chiếc Lá mùa xuân có muốn đặt thêm vấn đề gì nữa hay không? Mà mời xin mời các anh chị khác ở trong room mà nêu các cái vấn đề để sư giảng dạy. Rồi xin mời Chiếc Lá mùa xuân ha. Rồi. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Bà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con đảnh lễ sư Chí Đức, con đảnh lễ sư Liễu Tông, con đảnh lễ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bạch ngài, cái câu hỏi của con là tham và tham ái chứ không phải là thân ái. Dạ thưa ngài. Dạ con xin dâng mic lại cho ngài. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, nhất cũng vậy thôi. Bởi vì mình phải hiểu cái đó nó nằm chỗ nào, hay liên quan tới những cái thực tính pháp thì phải biết nó nằm chỗ nào. Thành ra mình mới dựa vào thực tính pháp để mình giải thích được. Còn mình hỏi cái kiểu này là không ai giải thích được. Hỏi gì cũng phải dựa theo giáo pháp với lời dạy Đức Phật. Chứ ở cái chỗ đó, cái chữ đó là vậy, chữ đó là vậy. Thì cho biết thì người ta còn tìm ra cái chỗ để người ta có thể ta giải thích được. Chứ còn hỏi không không thì ai biết đường đâu trả lời nó thật sự vậy đó. Nha. Nam mô Bố Thầy Giá. Nam mô Bụt Thà. Dạ. Rồi, cảm ơn chị Chiếc Lá mùa xuân. Xin mời các anh chị khác. Rồi. Các anh chị có thể gõ những cái câu hỏi lên để chúng tôi sẽ đọc cho. Nếu mà các anh chị không có tiện giơ tay lên á, mic nó có vấn đề hay gì đó thì các anh chị cứ việc gõ lên thôi. Rồi xin mời Chiếc Lá mùa xuân một lần nữa. Dạ Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ con xin đảnh lễ sư Chí Đức, con xin đảnh lễ nhà Lưu Tông, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Thưa ngài, trong kinh hạnh phúc đó thưa ngài, có cái câu là chân chánh có đề cập tới là chân chánh hướng tại tâm đó thưa ngài. Thì cái thế nào gọi là chân chánh hướng tại tâm? Dạ vậy bạch ngài. Dạ con xin ngài giảng dạy cho chúng con được hiểu. Con xin dâng mic cho ngài. Nam mô Bố Thầy Gia Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư vị, chát nguyên câu đó lên, nếu có chữ Bali nó càng tốt nha.
Chứ còn bây giờ mà hỏi như vậy, chúng con không biết quý vị đọc cái kiểu, đọc cái một cái gì mà trong cái bài kinh nào đó, nó có cả chục cái bản dịch. Thì quý vị chỉ nói cái lời dịch không, chúng tôi không biết đường đâu mà trả lời. Chúng tôi đã nói rồi, nên phải dựa vào số cái điều kiện. Đó. Nếu cần thì chát nguyên cái đoạn Bali của cái đó lên đi, cho nó chắc. Chứ còn mình đọc cái bản tiếng Việt là cái mình không hiểu tiếng Việt nữa, mình người Việt mà không hiểu tiếng Việt thì kêu người khác phải giải thích, biết đường đâu mà làm á. Nam mô Phật Thầy giá. Xin mời chiếc lá mùa xuân à. Thì con ghi nhớ cái đoạn đó bằng tiếng Việt à. Con cũng không có nhớ cái đoạn Bali à. Thì cái chân chánh hướng tự tâm đó, cho đó tìm lại đi à. Còn không thì nó đưa lên cho sư, để cho sư chỉ dạy cho nó dễ à. Còn câu cái tiếng Việt nó là như con vừa mới post lên. Hồi nãy có cái nick chị Hà đó, chị giơ tay đó, bây giờ chị có nghe được âm thanh và mic nó có tốt chưa? Xin mời chị giơ tay lên để mà đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sàng Khai. Dạ, con kính lễ Ngài Chư Đức, Ngài Lưu Tâm, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin hâm hối vì cái âm thanh của con nó cũng không có được điều chỉnh, nhưng mà cái ngày hồi nãy ngài có giải thích với anh Chánh Tâm về cái vấn đề giáo pháp mất đó, thì ngài đã giải thích cho con, thì cái đó cũng là cái câu hỏi của con. Tại vì con thấy khó mà có thể nói là các kinh tạng mà có thể biến mất một cách nhưng mà mình thấy bây giờ hệ thống internet hoặc là đấy nó rất là in ra rất nhiều, thì con nghĩ cái mất ở đây là cái mất của cái sự người ta không hiểu khi đọc cái câu kinh hoặc cái bài pháp, thì ngài đã giảng rồi, con sa thú. Và con kính hỏi ngài về một cái vấn đề nữa là con có nghe giảng là khi một cái chúng sanh mà đối diện với sự chết thưa ngài, thì cái thân và cái tâm của họ phải trải qua một cái trạng thái đau đớn, vô cùng đau đớn, thì con không có tìm ra được cái tài liệu nào nói về cái vấn đề đó, thì ngài có thể giải thích cho tụi con biết là cái trạng thái của cái trong kinh, con không biết là trong kinh Phật có nhắc về cái vấn đề đó, một cái chúng sanh mà khi mà đối diện với cái sự chết thì phải trải qua thân tâm nó đau đớn như thế nào. Thì ngoại trừ cái người mà chết bất đắc kỳ tử, chết 10 liền một lúc, thì con không biết là cái trạng thái nó như thế nào mà một người mà đối diện với cái chết như bệnh này nọ, thì khi mà từ một cái trạng thái của cái sự sắp sửa ra đi, cái thân tâm của họ nó, thì con chỉ nghe giảng như vậy nên con cũng thắc mắc. Dạ, nếu mà ngài có thể giảng dạy động hơn cho con hiểu một chút xíu. Dạ, con kính trân hết lời cho ngài. Nam mô Bố Thầy Gia, kính bạch chư tôn này. Dạ, kính thưa chư quý vị, thực sự ra đó, mình nói đau đớn là mình có, nó có hai chuyện. Nhưng mà mình không biết cái lúc nói đau đớn là cái chuyện gì. Thứ nhất là đau về phần danh, và thứ hai đau về phần sắc. Cái người mà lo sợ chết á, ví dụ dầu rằng không bệnh đi nữa, nhưng mà khi mà hấp hối đó, là cái người đó nghĩa là cảm thấy cái điều kiện của cái tâm nó rất là nguy hiểm. Thành ra có thể người ta dịch là đau đớn, chứ thật sự ra đó, cái mà cái tâm mình nó khổ đó, cái gì nó nhớ cái đó đó, mình nó đau cũng đúng, mà đau theo cái kiểu giống như sắc pháp đau thì không thể diễn tả được. Thường thường mình diễn tả là do sắc pháp nó thì mình diễn tả được. Chứ còn cái danh mà nó đau là làm sao mình diễn tả được. Có thể người ta dùng một số cái từ ngữ. Dùng một số cái từ ngữ để người ta diễn tả cái đó.
Nhưng mà diễn tả như vậy đó thì thật sự ra chỉ có cái người mà kinh qua cái đó đó, kinh nghiệm qua cái đó đó, thì người ta mới biết đạo như thế nào thôi, chứ chứ còn mình không có kinh nghiệm qua rồi mình muốn giải thích cũng rất là khó. Nó thật sự vậy đó, nó rất là nguy hiểm cái chỗ đó nè. Nhiều khi có những cái mình nếu mà về sắc pháp đó, thì mình diễn tả mình giải thích được danh pháp là rất là khó, chứ nó không phải dễ đâu. Chỉ có những người mà ta kinh nghiệm, ta trải qua cái điều kiện đó, ta mới biết nó như thế nào là đau. Đó. Nhưng mà có nhiều chỗ đau dịch thì là cái sự sợ hãi cũng có chân, nghĩa là nó cái sự sợ hãi nó làm ta nhức mình, chứ không phải giỡn đâu. Nhưng mà khi mà nói tới nhức mình là đạo của sắc chứ không phải là đạo của danh. Thành ra mỗi chuyện nó có một cái điều kiện của nó, rất rất khó giải thích chứ không phải dễ đâu. Thấy khi nào tới đó mình có kinh nghiệm mình sẽ mua cái thai giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con kính thưa Ngài. Nhưng mà thưa Ngài, thì cái trạng thái của cái một cái người mà ra đi thì con chỉ nghe giảng và học được biết, thì tất cả những phàm phu thì khi mà đối diện cái chết đó, có một cái sự sợ hãi, thì cái danh mà họ sợ hãi vì không biết cái sự chết của mình nó tới hoặc là nó sẽ đi về đâu, thưa Ngài. Có phải đại khái là như vậy không? Dạ, con kính trao mic lại cho Ngài giảng dạy. Nó dựa vào một số cái đối tượng khác, chứ nó không có dựa vào cái đó. Đối tượng ví dụ như tài sản, con cái rồi này kia, sợ mất cái này, sợ mất cái nọ, họ sợ mất cái đó. Bởi vì cái lý do mà mình nói mình sợ chết đó, nó rất là khó giải thích, tại vì không ai có kinh nghiệm gì sợ chết cả. Đó. Mình chỉ cần đọc trong kinh sách hay là đọc trong cái lời giải thích mà biết cái trạng thái đó là trạng thái sắp sắp chết. Mình chỉ biết là cái là chết rồi, chết như vậy thôi, tức là mình là sắp không còn được giống như cuộc đời này nữa. Nhưng mà không có ma nào trên cái thế giới này mà có kinh nghiệm về cái chết cả. Nên. Bởi vì nó tới rồi mình đi làm sao làm sao mình có kinh nghiệm được mà mình ngồi đó mình quán. Phải không? Rất là khó khăn chứ nó không quá dễ đâu ha. Cái gì mình có kinh nghiệm rồi đó thì mai ra mình còn tìm được cái điều kiện để mình giải thích hay là mình học hỏi gì được. Nhưng mà cái chết là không ai có kinh nghiệm gì cái chết cả. Nó khổ vậy đó. Hay là khi mình nói là mình dựa vào một số cái điều kiện của cái sự suy nghĩ nào đó, ví dụ như là người ta diễn giải vậy em xùm đó. Chứ còn nếu mà nói chắc chắn là cái người nào mà có kinh nghiệm sự chết thì họ mới có thể họ quan sát gì sự chết đó thôi chứ. Chứ còn nếu không làm sao họ biết cái chết là cái gì mà họ ngồi quan sát để họ tìm cái kinh nghiệm của họ, phải không? Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, dạ, con kính tri ân Ngài, dạ, thật không khó mà nói. Vậy thì Ngài cho con hỏi thêm một câu, thí dụ như con... cái nhiều cái sự ra đi của người thân, người quen đó, thưa Ngài, thì có những người đi thì đau đớn, nhưng mà có những người đi họ chỉ trong cái giấc ngủ rồi họ đi luôn. Thì nếu mà ở đời mình nói thì những người đó may mắn vì sự ra đi của họ, sự chết của họ nó khá là mình nghĩ là cái at least cái thân của họ không trải qua cái sự đau đớn lâu dài, thì họ cho đó là cái sự may mắn. Nhưng mà trong kinh Phật đó, thưa Ngài, Đức Phật, thì cái đó cũng chưa chắc là chúng sanh đó cái hưởng được cái phước là họ đi ra một cách nhẹ nhàng, đi một cách nhẹ nhàng hoặc là có thể tái sanh cái cảnh giới nhẹ nhàng vì cái sự ra đi của họ nó không đau đớn nhiều, thì cái đó cũng chưa chắc không, thưa Ngài. Dạ, Ngài có thể giảng dạy cho con cái phần đó được không ạ? Hay là nó cũng thật sự nó cũng phải dựa lên rất là nhiều những cái điều kiện khác, và con kính cho mít lại cho Ngài giảng dạy. Nam Mô Bụt Thầy, dạ, kính bạch chư tôn, dạ, kính thưa chư quý vị. Dĩ nhiên nó dựa vào những cái điều kiện khác,
Nhưng mà thường thường đó mình đọc một số sách vở của một số cái vị nào mà người ta nghiên cứu, người ta diễn tả theo cái điều kiện của người ta, rồi từ đó là mình lại cái tâm mình nó lại bung lung, nó suy nghĩ theo những cái chuyện đó. Cái đó nó rất là nguy hiểm, bởi vì cái đó là nó không thể nói chính xác đối với cá nhân cái người mà nghĩ ra cái chuyện đó. Bởi vì có những cái thứ mà người ta không thể kinh nghiệm được thì người ta cứ dựa vào một số cái chuyện gì đó để người ta viết ra sách, hay là người ta giải thích cái đó đó, mình dựa vào cái đó là mình càng sai lầm. Trừ phi những cái chuyện mà người ta viết ra, người ta giải thích đó, người ta đã có kinh nghiệm thực sự thì may ra. Chứ còn nếu mà chúng tôi như tôi nói là cái chết không bao giờ là có ai mà có cái kinh nghiệm đó cả. Đâu có ai chết là đi lần có thể là như mà quá xanh đi chết rồi thành cái người mới liền đi nữa, cũng không thể nào có kinh nghiệm được cái đó. Bởi vì mình ở đời mình nói cái chết đó mình tưởng đâu nó chậm, nó này nó nọ, nhưng mà thật sự đâu, quý vị nhìn thực tính pháp nó chỉ có một sách na tâm mà thôi. Nếu mà nói sắc thì nó được 17 sách na, chứ tâm chỉ có một sách na mà thôi, thì làm sao mà kinh nghiệm được? Mà mình dựa vào kinh nghiệm để mình giải thích cái đó, phải không? Vì cứ nghĩ thì biết liền gì đâu, nó rất là khó khăn chứ nó không có dễ. Nên những cái gì mình muốn tìm hiểu thật sự nó là cái gì thì mình nên thực tế một chút, chứ mình dựa vào một số cái điều kiện của người khác thì coi chừng nó không chính xác nữa rồi. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, con kính trưa ngài. Vậy ngài có thể giảng cho con thêm biết cái phần thí dụ như trong kinh thì có hay nói về quán, về cái sự chết đó thưa ngài. Thì ở đây mình phải hiểu cái sự quán, cái sự chết ở đây là như thế nào thưa ngài. Dạ, con kính trong mít lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư quý vị là công thanh tịnh đạo ra, hoặc là công thắng pháp tàu lần ra đều có nói quán gì cái đó, chịu khóa đọc đi rồi suy nghĩ. Chứ còn bây giờ không biết sư nói sư có những cái mà chưa bao giờ sư tập đó, bởi mình không có dựa vào cái kinh nghiệm đó được để mình tập ha. Thành ra miễn bàn đi, hỏi mấy cái nó tương đối là nó rất là khó khăn cho cái điều kiện mà mình dùng cái tư tưởng mình để mình nói thì rất là khó khăn. Nên đó nhiều quá, chúng tôi biết thì dạy về sự chết thì chỉ có trong trong thắng pháp tập lý luận với trong thanh tịnh đạo thì chỉ có lật ra đọc thì nghe. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ. Dạ, sa thú. Dạ, chắc con sẽ đọc, mà nếu con có thắc mắc thì con xin hỏi ngài lại nữa. Dạ, vậy thôi con xin trao mic lại cho anh tu học Phật pháp. Dạ, con kính tri ân ngài. Nam mô Bích Thầy giá. À, cảm ơn chị Hà ha, đã nêu câu hỏi cho sư giảng dạy. À, xin mời các anh chị khác. À, kính mời sư uống nước trong khi chờ đợi các anh chị khác nêu những cái vấn đề để cho sư giảng dạy thêm ạ. Dạ, hồi nãy con có tìm lại được cái câu Bali của cái nick chị gì đó quên mất, là chiếc lá mùa xuân hồi nãy nêu đó thưa sư, là cái câu kệ thứ ba đó là ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Thì cái chân chánh hướng tự tâm đó là cái Atta Samma Pani Thí Chá E Tăng Măng Ca Lăng Uttanam, thì nó là cái câu này đó thưa sư. Dạ thì xin sư chỉ lại cho chị chiếc lá mùa xuân. Nhà con có chép cái đoạn Bali đó lên rồi đó thưa sư. Thì cái chỗ mà chánh hướng tự tâm là từ cái câu Bali này nè thưa sư. Dạ, con kính gửi mít cho sư ạ. Nam mô Bổn Thầy giả, kính bạch chư tổ hiền giả, kính thưa chư vị, không biết cái gì dịch đó thì ở giữa giờ đâu. Nhưng mà đây chúng tôi dựa vào cái quyển từ điển mình nói về cái những cái danh từ đó, thì chỉ
Atta-samma Panitthi rồi đó. Người ta dịch là đặt tâm đúng trong thiện pháp. Cái tâm của mình nó đi đâu đi không biết, mà nếu mà mình để nó được trong thiền pháp đó thì ta gọi là Atta-samma Panitthi ha. Chứ không phải là gì đó. Và tại cái mọi thứ và tại chỗ này nghĩa là tâm. Đó. Samma Panitthi này ở đây đó là thiền pháp. Thì Panitthi là thiền pháp, thành ra cái câu này để tâm hay là đặt tâm cho đúng trong cái thiện pháp đó. Tức là cái thiện pháp gì của mình đang có đó, mình tâm mình nó phải đúng mức trong đó ha. Tức là đặt để tâm đúng trong thiện pháp. Chứ còn nãy là nêu cái câu gì lên thì chúng tôi không rõ, nhưng mà có lẽ là họ dịch cho nó hay ho, nó đẹp thôi, chứ không có, nó không có đúng nghĩa đó. Câu đó là câu mà tại sao mà thế, là đặt để tâm đúng trong thiền pháp. Nam mô Phật thầy giá. Nam mô Bụt thầy giá. Và con thay mặt cho rum kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư. Và với chữ như vậy là cái chữ Atta đây chắc là cũng lấy từ cái nghĩa mà câu là Atta hi Atta no, cũng là chính thiện pháp là nơi nương nhờ của ta, phải không thưa sư? Cho nên là ở đây thì dịch rằng là chơn chánh để cái tâm vào thiện pháp. Như vậy cái Atta Samma chỗ này là thiện pháp. Còn cái đa số các vị dịch đó thưa sư, thì cái chỗ này dịch đó là chân chánh hướng tự tâm. Như vậy là chữ Atta là hướng về tự tâm. Rồi, và như vậy xin mời các anh chị khác ha. Và cái câu hỏi của chị Chiếc Lá Mùa Xuân đã được sư giảng dạy rõ rồi đó. Chỗ này đa phần con thấy điều dịch là dân cho hôm nay con mới được nghe là cái chữ Atta này đó là cái thiện pháp, mà nó hợp lại cái câu mà chính thiện pháp là nơi nương nhờ của ta, nó cũng rất là hợp lý. Nít Chiếc Lá Mùa Xuân á, nêu lên một cái câu hỏi nữa đó, là cái câu Bali là Tapo Cha Brahmacharya là hành theo pháp cao thượng, có phải không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kính Bạch Chư Tổ Nguyện. Dạ, kính thưa chư quý vị, hành theo pháp cao thượng là pháp gì? Thì hỏi nhiều cái câu chúng tôi không hiểu, quý vị lấy từ đâu ra. Tức là Brahmacharya, tức là cái pháp của cái bậc cao thượng. Còn chữ tà bạ này đó, tức là cái nó giống như là một cái pháp hành mà nó rất là, nghĩa là khó khăn, nó rất là cực nhọc, chứ nó không có dễ. Đó. Thành ra mình phải làm theo cái pháp hành của mình đó, nó lên tới cái chữ Brahma đó, chữ cao thượng, chữ pháp hành phía sau chữ Chariya đó là chỉ cho sự cao thượng đó. Thành ra có những cái mà mình nó phải nói cho mình rất là khó để mà dịch, chứ không phải không. Như kỳ rồi đó huynh có hỏi sư mấy chỗ đó, sư về sư tra hỏi tiền Bali là sư tra để sư hiểu cái đó là cái gì, rồi chút nữa sẽ trả lời cho huynh. Chứ còn cái mình vừa vào một số cái điều kiện mình dịch tiếng Việt của mình đó, thì nó nhiều khi đọc không hiểu vậy đó. Thành ra có những cái là phải vừa vào cái chuyện khác, chứ còn nó rất là khó khăn, chứ nó không có dễ đâu nha thưa quý vị. Thành ra mấy cái này đó thôi, quý vị đọc trong cái sách của vị nào đó, chịu có đọc về cái lời giải thích của họ luôn đi cho nó khỏe. Chứ còn quý vị đọc học một đường rồi đi hỏi một người ở khác nữa, nhiều khi chúng tôi trả lời là nó lại không có đúng theo cái điều kiện, mà cái điều kiện của người đại dẫn chứng này không có tốt. Thành ra để qua bên đi. Bây giờ là nhờ cái câu là hồi hồi lúc trước mà huynh tổ có hỏi đó, tất cả các pháp
lấy dục là làm căn bản này nè, cái các sập bê thăm ma chỗ này đó có nghĩa là ngũ uẩn, nó ngũ uẩn. Còn chữ lấy dục làm căn bản ở trong Pali là chữ chánh đá mu lá cả, là chữ chánh đá tức là ý muốn là dục đó. Nhưng mà chữ mu lá cả chỗ mình dịch là căn bản thì chúng tôi nghĩ là nó không chính xác. Nhưng mà thôi giờ mình xài đi để cho mình hiểu là chữ đây là chữ chánh đá mu lá cả, là cái mình nói căn bản này không biết nó có chính xác hay không thì chúng tôi không rõ. Nhưng mà nó là cái chỗ mà nó nương vào đó để nó phát sanh. Ví dụ mình nói mu lá giá má cà là mình nương vào đó để phát sanh. Còn cái thứ hai đó, câu thứ hai thì kỳ rồi có giải thích rồi, tức là lấy tác ý làm sanh khởi đó, tức là manasikara sổng phá hoa. Cái lấy cái tạm sinh khởi là sổng phá hoa, nó có ba chuyện đó. Kỳ rồi chúng ta có kể nói cho là ba cái chuyện liên quan tới cái đó, nó ba chuyện. Và thứ nhất là quý thị bà tị bà tha pha nó cả manasikara, tức là hướng tâm thành nộ. Cái thứ hai là cháu quán á và tị bà tha manasikara, tức là hướng tâm thành động tốc. Và cái thứ ba là aramana và tị bà tha manasikara, tức là hướng tâm thành cảnh, tức là nó làm sanh khởi cái gì, sanh khởi cái lộ trình tâm, sanh khởi cái động tốc và sanh khởi những cái cảnh mà để nó đang xúc vô cái của mình đó. À. Còn cái thứ ba là lấy xúc làm tập khởi. À. Thì các pháp ngũ uẩn á, lấy xúc làm tập khởi trong Pali dịch là phật xạ samudaya. Hành ra chỉ samudaya cái này nếu nói tập khởi thì cũng rất là khó khăn với mình nói nó. Thì để chơi sợ một thai giá cái này dịch là nếu mà nó âm theo chữ Bali là sợ một thai đó, tức là không có biết cái chữ gốc đó là gì đó. Rất là khó cho nó không có dễ. Cái thứ ba đó là ngũ uẩn lấy thọ làm chỗ. Cái câu của Quỳnh là lấy gì? Lấy xúc làm tập khởi, lấy định làm tương thủ. Không có lấy thọ, lấy định làm tương thủ. Tức là lấy định làm tương thủ. Cái chỗ này đó là Samadhi Ba Múc Khả. Mà Samadhi Ba Múc Khả mình dịch là tương thủ thì nó không có cái chỗ này, nếu mà dịch cho đúng cái nó dịch cho nó nghe thấy là làm chủ thể thì đúng hơn, thể tức là xếp xếp. Còn cái nữa, ngũ uẩn lấy niệm làm tăng thượng thì chỗ này Bali là sa ti a thi bạch tây giá đó. Chứ a thi và thi bạch tây giá tức là nghĩa là đầu đàn á, đầu đàn a thí và tây giá đó, tức là ngũ uẩn có niệm là đầu đàn dẫn đầu theo cái chuyện gì đó. À. Còn lấy tệ làm tối thượng thì cái chữ này đó thì cũng vậy ha. Ở chỗ này đó nó nói là cái gì bình bình nhút tà ra, bình nhút tà ra có nghĩa là cao nhất, nghĩa là trong ngũ uẩn tệ là cái pháp cao nhất đó. Chứ còn mình nói tối thượng thì cũng biết sao cao nhất chúng rồi đấy. Còn cái cuối cùng là lấy giải pháp làm lõi, nó dịch là quy mút tị xả đá, quy tự là xả đá, quy tự là giải thoát, mà xả đá là lõi, cốt lõi. Đó. Tức là lấy cái
cái sự giải thoát là cốt lõi. Cái chỗ này đó, chữ quý mô tỵ, không biết trong 72 cái tên của Niết Bàn có chữ quý mô tỵ không, chúng tôi không rõ, nhưng mà cái chỗ này đó là nó, nếu mình dịch theo cái kiểu dễ hiểu tức là giải thoát là lõi, nghĩa là ngũ uẩn có sự giải thoát là cốt lõi đó. Thành ra đại khái chứ còn nhiều cái dịch ra tiếng Việt nó nguy hiểm quá, là chúng tôi không có dịch nổi, là tại vì lý do là cũng xin thưa quý vị, khi chúng tôi học là chúng tôi học vô thẳng vô tiếng Thái với Bali thôi, chứ là ra có nhiều cái chữ, nếu mà nói tiếng Thái chúng tôi nói được, mà biểu nói dịch ra tiếng Việt thì chúng tôi cứ cả làm hoài rất là khó khăn, nên đó thì chỉ giải thích sơ sơ vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính tri ân sư về cái lời giải thích chi tiết các pháp như lấy dục làm căn bản, đúng rồi, như là cái gốc rễ, như là sư gì đó có nêu, hoặc là cái chữ là căn hoặc là gốc rễ. Dạ, nhưng mà cái chỗ mà con thắc mắc á, sư, là ở chỗ là định làm thượng thủ, tức là hồi nãy như sư đưa cái chữ Bali á, mà mình dịch nó giống như là chủ thể, là sếp, là sếp, và tuệ là tối thượng là không có cao hơn nữa, thì như vậy thì cái thượng thủ tức là cũng là không có cao hơn, mà cái tối thượng cũng là không có cao hơn, thì ý con muốn hỏi là hai cái chỗ này nè thưa sư, là nó khác nhau theo cái nghĩa nào? Tại vì định làm thượng thủ cũng là coi như là cao nhất, mà tuệ là tối thượng cũng là cao nhất, như vậy thì nó khác nhau ở cái chữ mà sếp nè với lại cái chữ mà tối thượng chỗ này đó thưa sư, thì xin sư quan hỷ từ bi chỉ dạy lại rõ về cái sự khác nhau giữa hai cái nghĩa của hai cái chữ này. Con gửi mic cho sư. Một với thầy giả kinh bạch chữ đầu những người chữ quy, thì nếu mà mình dựa vào một số cái điều kiện trong những cái bài đó, thì nếu mà cái người mà hành thiện chí đó, thì cái định là nó phải là thứ thiệt rồi, đúng không? Nhưng mà nếu mình hành thiện minh sát thì cái tệ nó phải là cao nhất, chứ có làm sao là không cao được, là tùy theo những cái chỗ là mình dựa vào chỗ đó. Chứ còn nếu mà cái này á, là tại vì hình như là cái câu hỏi của huynh đó là không biết Đức Phật trả lời cho cái vị nào hỏi về liên quan tới cái gì. Theo chúng tôi tìm ở trong cái tăng, hình như là tăng chi thì phải, thì cái chương tám pháp đó thì có đề cập tới cái này. Đức Phật nói: này các tỳ kheo, các du sĩ ngoài đạo đến hỏi thưa hiền giả, tất cả pháp lấy gì làm căn bản, tất cả pháp lấy gì làm khanh khởi, tất cả nó thì dựa vào theo cái này đó, thì ngài chỉ trả lời một cách vắn tắt, vắn tắt, nên đây chúng ta phải dựa vào Bali là vậy đó. Thì là này nó tất cả các pháp lấy dục theo Bali tiếng Việt mình làm căn bản, nhưng mà trong này là cái chữ đó là chánh thá mu la cả, mà chữ mua lá cạ này đó là nếu mình dịch là căn bản thì chúng tôi không biết nó có chính xác hay không, thì không biết. Cái thứ hai đó là các pháp lấy tắc ý làm sanh khởi, thì cái này thì chú giải cũng giải thích là có ba chuyện bốn chuyện rồi đó. Còn cái thứ ba nữa là lấy xúc làm tập khởi thì chữ Phật xả sa mùa đa giá, mà chữ sa mùa đa giá chỗ này đó thì mình nói là tập khởi thì chúng tôi không biết nó có rõ hay không, thì không có ấy. Còn lấy định làm thượng thủ đó, tức là chỗ này là samadhi bà múc khả, chữ múc khả này thì là một cái chủ thể cao nhất, thì mình dựa vào ví dụ như hành định em dựa vào cái đó được. Nhưng mà tới các pháp làm lấy niệm là tăng thượng, thì chữ tăng thượng này nếu mà mình dịch là à thí bà tây giá thì là ta tăng thượng chúng tôi cũng hiểu rồi, chúng tôi cũng làm cái việc nữa, không? Hoặc là lấy tệ làm tối thượng, nhưng mà chứ bên gia cặp anuttara chỗ này là bên nhuttara,
Uttara là cao, nghĩa là cao, nhưng mà cao như thế nào thì phải dựa vào theo một số cái điều kiện của cái câu, cái câu văn đó, chứ còn nếu không thì mình nói là tối thượng thì có nhiều khi nó cũng hơi khó hiểu. Đó là lý do là chúng tôi phải tra chữ Pali trong đó là họ dịch là cái gì đó. Trong trong này thì nó nói là chỉ sư cái gì đó, sư Phật xả sa một đa giáo, mình là dịch tập khởi được thì một đa giáo là cái nhân đưa tới cái sự phát sanh. Nhưng mà nếu mình nói tập khởi thì cái nghĩa nó lại khác hẳn, rất là khó. Tùy theo thôi, tùy theo mình cứ hiểu thôi, nó có chiều cái như thế nào thì thôi. Xin việc chúng tôi dở quá, chúng tôi chỉ giải thích vậy. Còn Quỳnh muốn lựa cái nào thì Quỳnh tiếng Việt giỏi hơn chúng tôi thì Quỳnh cứ lựa cho chắc ăn. Nam mô Bụt Thầy dạ. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ con kính tri ân sư và sa thú, là con rất là hoan hỷ. Thưa sư đưa ra những cái chữ gốc tiếng Bali là đã giúp dễ hiểu và hiểu chính xác rất là nhiều. Dạ sư con kính tri ân sư. Dạ xin mời các anh chị nêu các vấn đề, những cái câu hỏi, những cái thắc mắc. Nếu mà các anh chị không có tiện lên mic đó, thì các anh chị cứ việc gõ lên nha. Ở đây có một cái câu hỏi của cái nick là Lang Thang. Bạch sư, nếu một người ít vướng bận với cái cuộc đời thì nên xuất gia trong giáo pháp, thì đây là con đường tốt nhất cho sự tu tập. Có phải như vậy hay không? Dạ, con kính gửi mic cho sư giảng dạy ạ. Nam mô Bụt Thầy dạ, kính bạch chư tôn dạ, kính thưa chư quý vị. Cái đó thì không có gì bảo đảm chắc chắn là tốt nhất hết á. Bởi vì dầu rằng mình không vướng bận, nhưng mà cái tiền nghiệp của mình á, nó không có liên quan tới vấn đề tu tập thì mình rất là khó, chứ không phải là dễ. Vì nó nhớ vậy đó. Cái người đi tu hay là làm bất cứ việc gì nó liên quan ít nhiều tới cái tiền nghiệp của mình. Thành ra ngay cái sự thông minh của con người nó cũng dựa vào tiền nghiệp. Có người thông minh đi tu thì đắc đạo quả, nhưng có người đi tu cũng không được. Nhưng mà nếu ở ngoài đời có thể tìm hiểu ra một số cái vấn đề, ví dụ như mấy người mà tìm ra những cái mà bây giờ ngoài đời ta xài thoải mái, người đó là tam nhân không chứ đâu có ấy đâu. Nhưng mà cái tiền kiếp của họ không bao giờ họ để ý tới cái vấn đề tu tập cả. Thì kiếp này họ thật rất thành công ngoài đời, nhưng mà đi tu thì không được. Còn những mà đi tu thì có lợi. Thành ra chính cái người đó phải coi thử cái cuộc đời mình nó như thế nào. Còn nếu cần thì mình nếu đi tu thì mình từ xuất gia giao duyên để coi mình có khả năng để mà mình phù hợp với những cái điều mà Đức Phật dạy không. Chứ còn bây giờ mình nói chắc chắn phải nên xuất gia để là con đường tốt nhất thì cái đó là chúng không có đồng ý. Bởi vì mình phải biết cái tiền nghiệp của mình như thế nào thì mình mới có thể mình chắc chắn cái chuyện đó được. Còn nếu mình không có biết cái tiền nghiệp mình như thế nào thì chắc chắn là mình không thể nào bảo đảm cái điều mình làm là đúng cả. Bởi vì quý vị nên nhớ đó, quý vị coi trên báo những cái nước mà theo Phật giáo truyền thống đàng hoàng, Thái Minh Điển, vẫn có những ông sư tu thời gian sau làm những cái chuyện mà mình không thấy tương tự, tức là làm bậy. Chứ đâu phải là nào vô đó cũng tu hành đường ấy đâu. Chứng tỏ rằng cái thiện nghiệp của họ không có tốt cho đường tu tập. Nhưng mà không có ở những cái nơi mà không có điều kiện để lựa chọn cái khác thì thường người ta hay vô chùa. Mà vô chùa nhiều khi không phải là cái điều kiện tốt cho những cái hạng người như vậy. Nên là chứ không thể là quyết định là cái đó tốt nhất hay là cái đó không tốt. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Nam mô Bụt Thầy dạ, và thay mặt cho Rung kính tri ân về lời dạy vừa rồi của sư ạ. À, xin mời các cái nít, xin mời các anh chị khác ha, nói nhiều lên và cảm ơn nít lang thang đã nêu vấn đề cho sư giảng dạy. Thưa sư, hồi nãy có một cái ai nít nào con không nhớ hỏi về cái vấn đề về sự chết đó thưa sư. Thì con có một cái thấy nó ngược như vậy thưa sư, tức là theo dân gian thì người ta nói rằng là khi mà trước khi chết mà mình ra đi một cách gọi là nhẹ nhàng á thì có vẻ thanh thản nó tốt. Nhưng mà rõ ràng đó thưa sư, là theo mình, nếu mà mình quan sát theo cái tâm lý bình thường á, thì rõ ràng là cái gì mà nó làm cho mình đau đớn, nó làm cho mình khó chịu thì mình mới nhàm chán nó. Còn cái gì mà nó làm cho mình dễ chịu thì mình có cái khuynh hướng tâm lý là mình tham ái ở trên đó. Cái này nó là một cái quy luật là tự nhiên của tâm rồi. À, tâm là nó luôn luôn nó đi tìm những cái dễ chịu để mà nó an trú ở trên đó, nó dính vô. Cho nên là con nghĩ rằng là chính cái giai đoạn trước khi chết đó, mà mình có một cái giai đoạn mà thân xác nó bị hành hạ đó, nó bị đau đớn, nó bị khó chịu đó, thì nó lại là một cái duyên tốt để cho mình nhàm chán về cái sự hiện hữu của năm uẩn hơn chứ thưa sư. Thì không biết rằng là cái suy nghĩ như vậy của con thì xin sư, con xin ý kiến của sư về cái vấn đề này nó như thế nào. À, nhiều người thì họ tức là theo quan điểm của thế tục mà nói thì luôn luôn cho rằng là trước khi mất mà mình được nhẹ nhàng, được sảng khoái nhẹ nhàng thì nó tốt hơn. Nhưng mà rõ ràng là cái duyên mà nó làm cho mình khó chịu, làm cho mình đau á, nhiều khi nó lại là một cái tăng thượng duyên, một cái tăng thượng duyên để mà mình nhàm chán cái sự hiện hữu của năm uẩn hay không thưa sư. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ đề này. Dạ. Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tổ này. Dạ kính gì? Cái đó không có bảo đảm được. Bởi vì mình nên nhớ đó là cái người ở trong cái điều kiện đó đó, nó có hai chuyện, tức là hai cái nhân rất là lớn. Tức là một cái tiền nghiệp là ác pháp, cái thứ hai tiền nghiệp là thiện pháp. Mà không phải ác pháp nó cho liên tục hay là thiện pháp nó cho liên tục. Có khi thiện pháp xuất hiện rồi cái ác pháp nó theo kẹp, nó giật lại không chừng. Thành ra cái người đó đó, ở trong cái điều kiện đó, thành ra người, tại sao người ta dạy mình quán khi chết, giàu rằng không ai có kinh nghiệm gì sẽ chết đó. Nhưng mà ta đặt ra một số vấn đề để mình quán về cái đó. Quán đây làm gì? Để trong điều kiện đó đó, mình có đối tượng để mình đè cái mà nó đang phát triển trong tình tâm của mình. Thí dụ mình đau quá, nhưng mà nếu hằng ngày mình thấp niệm gì thì chết, thì mình có thể mình làm được cái đó. Và hằng ngày mình tạo mình niệm những cái gì đó, nếu mà cái hằng ngày mình thấp nó có năng lực thì nó có thể nó đè được những cái đó, thì nó giúp đỡ được. Nhưng mà thường thường đó, đối với người bình thường đó thì không làm được. Là tại sao? Bởi vì cái đau cộng với cái sợ chết đó, nó làm cho con người đó nghĩa là không có đường suy nghĩ, không có đường suy nghĩ nào hết. Tại sao nhiều người nhìn cái mặt của họ đó, họ không rên không rỉ, nhìn cái mặt của họ thay đổi thay đổi liên tục, gì đó đứng gần cái chết thấy nó thay đổi. Tại vì sự đau khổ, sự sung sướng hay là thấy những cái gì đó, nó làm cho cái người đó đó rất là đau khổ. Mà dầu rằng họ không lên tiếng, họ vẫn đau khổ hay là vẫn nhức nhối, họ vẫn phải đối diện với một số cái đối tượng rất là lạ, chứ nó không có giống như ấy đâu. Bởi vì cái đối tượng đó thường thường đó, là nó liên quan tới cái nghiệp kiếp trước mà nó theo kịp mình. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, từ cái lúc mà bắt đầu hấp hối cho tới 2 tiếng khoảng đó đó, là cái khoảng con người ta chiến đấu rất là nhiều đối với những cái đối tượng đó. Mà trong khoảng 5-10 giây sau cùng đó, thì con người ta không còn chiến đấu nữa. Tại vì cái đó là cái nghiệp nó nhào vô rồi, cần tư nghiệp nó nhào vô rồi, thì người đó phải lãnh đủ thôi, chứ không có cái đường nào ấy được. Thế nên nó rất là khó khăn, nhưng nó không phải dễ. Thế nên nếu mình muốn tập là tập, bây giờ mình lựa cái đối tượng nào mà thích hợp với mình,
để mình tập cho nó có năng lực, thì vào lúc cần tử nó mới giúp được mình. Tại vì mình kéo nó vô cái là nó có thể là nó đè mấy khác để mình quan sát liên tục được. Chứ thường là không quan sát liên tục được. Nếu mà không không từng tu tập thì không quan sát liên tục được. Đó. Bởi vì trong đó là nó có cái ngàn chuyện để nó nhào vô nhào ra hoài. Chứ đâu phải không đâu. Mà khi nó nhào vô cái đề xấu thì mình cảm đau khổ, nhưng mà rồi cái đối tượng tốt chút nó nhào vô cái mình, lúc đó mình quên cái chuyện vừa rồi, quên quán xét, quên cái gì mà nó cứ nó đi lại hoài đó, chứ nó đâu ấy. Như từ những người nào nghiệp tốt, rất là tốt đó, thì nó mới liên tục nó đi cái đó. Còn những người nào mà quá xấu á thì nó cũng đi liên tục là không có làm được, chỉ thọ hưởng cái xấu mà thôi. Nhưng mà đa số chúng sanh á là hai cái đó nó tương đồng, tương đương nhau. Tại vì mình làm thiện cũng có, mình làm ác cũng có. Mà ví dụ quý vị cứ vô, quý vị nghĩ quý vị đi chùa đi, từ đầu đuôi đâu phải cái tâm quý vị là thiện pháp không đâu. Lúc là thiện pháp, lúc là ác pháp, lúc là thích cái này, lúc bất bình cái nọ, chứ làm sao mà là thiện pháp phải được. Thì cái lậu cân tử nó cũng giống vậy. Tức là nó có thiện pháp, có ác pháp, nó liên tục nó quấy rối nhau. Và khi nó quấy rối vậy đó, thì nếu mình không có cái pháp tu tập nào để giúp trong lúc đó, thì chắc chắn là mình có phải theo cái nào nó mạnh nhất mà thôi, chứ mình không thể nghĩa là phản lại hay là đi ngược chiều được với những cái mà nó có năng lực như vậy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, còn thành kính đảnh lễ ơn đức tâm, ơn đức Phật, ơn đức pháp, ơn đức tăng. Dạ, cảm ơn cô Metta cho Như Pháp biết được tín hiệu. Con tu nữ Như Pháp thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm thượng tọa Quán Không đại đức trời đức lễ quý bà quý nữ. Như Pháp kính lễ của tu nữ Tỳ Duyên. Như Pháp kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, bạch ngài, ngài giúp trình cho con một câu, một người cần tu tập nên nhờ con hỏi ngài giảng dạy rõ để cho vị này nghe được, để mà biết đường tu tập với bạch ngài. Dạ, vị này hỏi là cách tu tập thân quán hình niệm 32 thể trược và cần chú ý những gì trong lúc tu tập. Dạ, để mình tập 32 thể trược để mình có cái tánh ái thì mình có thể trừ bỏ được cái tánh ái. Thì cái nào quan trọng nhất để mình có thể tu tập bạch ngài? Dạ, con cung thỉnh ngài chỉ dạy dùm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Kính bạch cho tao nguyện, dạ. Kính thưa cho quý vị, không có gì bảo đảm cái điều mình làm là nó đúng. Tại vì lý do đó, tất cả những cái đối tượng của thiền chỉ hoặc là đối tượng của thiền minh sát, nó đều dựa vào cá tánh của quý vị đó. Đối thiền tượng thì của thiền chỉ đó, nó dựa vào cá tánh quý vị đó có 6 loại cá tánh. Thì mỗi cá tánh nó chỉ phù hợp với một số chuyện mà thôi, một số đề mục mà thôi. Thành ra cái quan trọng là mình phải biết, chứ mình tự tu là không được. Còn đối tượng của thiền minh sát thì nó cũng dựa vào cái cá tánh. Nó có hai loại chánh, nhưng mà nặng nhẹ thành nó thành 4. Đó. Thành ra mình phải biết cái đó của mình rồi mình mới dựa vào cái đó để mình hành được. Chứ còn nếu không là mình hành nó không bao giờ nó có pháp tiến bộ đó. Bởi vì nó không phù hợp với cá tánh thì không thể tiến bộ. Còn nếu mà mình biết chắc chắn là mình phù hợp với 32 thể trược đó, thì cái niêm mít nó tự phát triển lấy. Bởi vì quý vị không thể hành một lần 32 cái mà quý vị họ chia làm 5, có chỗ 6, có chỗ 5, có chỗ 6, thì theo cái mục cái đó, ví dụ kê xã lộ ma nó khả tanh ta tại chỗ, thì mình phải học để mình biết. Rồi khi mình niệm kê xã thì cái tâm mình nó quán những cái gì thì có trong thanh tịnh đạo nó có họ có giải thích, hoặc là trong tăng pháp tộc là cũng có giải thích. Thì khi mình niệm kê xã lộ ma nó khả tanh chậm đó, thì khi nào cái một trong những cái mà mình đang niệm đó
mà nó phát sanh cái niêm mít đó, thì mình dừng lại đó, mình chỉ niệm cái đó không mà thôi, để cho cái niêm mít đó nó bởi vì cái niêm mít đó có thể nó phù hợp với cá tánh của mình thì mình mới thấy. Bây giờ mình thấy cái gì, ví dụ mình niệm cái đầu tiên mà mình thấy cái niêm mít đi, kỳ xả đó, thì hỏi mình thấy cái này là nó tùy theo cái gì. Thí dụ mình thấy cái niêm mít đó là màu thì mình có thể mình hành thiền chỉ được. Trong cái đề mục mà Kasina đó, Kasina tức là có màu đó, màu xanh, màu rẻ này kia, rồi thì mình có thể tiếp tục được ha. Còn nếu cái niêm mít đó là một cái chất dơ bẩn thì mình phải thay đổi, chứ mình không thể nào mình tiếp tục được. Bởi vì khi mà cái chất dơ bẩn đó thì nó cũng thuộc vào trong cái thiền chỉ, nó lại khác cái niêm mít là màu. Tại sao nó khác? Bởi cái niêm mít là màu, mình có thể mình hành thiền chỉ mà nó đi liên tục tới 4-5 loại thiền, nhưng mà nếu mà thiền ấy thì chỉ có một loại thiền mà thôi, tức là thiền chỉ mà thuộc loại bất tịnh thôi. Nhưng mà nếu cái niêm mít nó phát sanh cho cái người đã từng hành thiền minh sát, ví dụ như nó phát sanh chất đất đi, thấy cứng hay mềm gì đó, thì lúc đó là mình theo thiền chỉ không được, mà phải theo thiền minh sát. Nhưng mà khi theo thiền minh sát, hỏi mình có đủ khả năng để theo cái thiền minh sát hay không, hay là mình phải ngừng lại để mình tìm thầy. Mình nhớ là nó có rất nhiều chuyện, rất nhiều khê, chứ nó không có dễ giống như mình tưởng đâu. Thành ra bây giờ đó, nếu quý vị đó mà đã muốn hành cái đó thì phải đi tìm một vị thiền sư nào, hỏi họ một số chuyện để họ đoán ra coi mình thuộc loại cá tánh nào. Mình về mình mới lựa cái điều, một số cái đề mục để mình hành thiền. Chứ không phải là ai muốn hành thiền 32 thể trượt là cũng có thể được, không được. Cái đó là không được. Nó không phù hợp với cá tánh của mình thì nó sẽ sanh ra rất nhiều chuyện, chứ nó không có dễ giống như mình nghĩ. Nên tìm hiểu về cá tánh của mình trước cái đó. Rồi lúc đó mình mới có thể mình dựa vào những cái đề mục nào mà mấy trong 40 đề mục của thiền chỉ, và 72 đề mục của thiền minh sát, mình mới biết cá tánh của mình được. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thủ làm thầy. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã giảng dạy câu hỏi của con để giúp vị này tu tập cho được. Dạ, con một lần nữa thành kính tri ân Ngài. Dạ, Như Pháp kính mời Huynh tu học Phật Pháp tiếp tục nha. Như Pháp xin phép được rời room. Kính mời Huynh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính tri ân lời dạy của sư. Và cảm ơn nêu cái câu hỏi của cô tu nữ Như Pháp. Xin mời các anh chị khác. Dạ. Ở đây xin mời các anh chị khác cứ việc gõ lên đi, rồi chúng tôi sẽ đọc câu hỏi cho. Rồi, thưa sư, trong khi chờ cái này đó thì con cũng tương vào những cái vị trước đó mà thì có nêu về ngày về học vi diệu pháp đồ đó, thưa sư, học về duyên hệ đồ này kia đó, thưa sư. Thì như rằng là đã là Phật tử thì ai cũng nhận ra và hiểu ra được một cái điều đó là gì, là cái việc mà mình phát triển cái năng lực của niệm, của định và của cái sự tỉnh thức đó. Là cái việc mà mình phát triển cái năng lực của niệm, của định và cái sự tỉnh thức đó thì nó quan trọng hơn, nó có cái lợi ích thiết thực hơn so với cái việc là mình thu thập và tích lũy thông tin, tích lũy kiến thức cho thiệt nhiều á. Nhưng mà tại sao đó, thưa sư, trên thực tế đó thì Phật tử luôn khuynh hướng tâm lý của mọi người á, đa số á, thưa sư, là thích cái công việc về thu thập, về tích lũy thông tin kiến thức là nhiều hơn so với cái việc là mình tập trung, mình nỗ lực tinh tấn trong cái việc là phát triển về cái năng lực của định niệm và của tuệ, thưa sư. Dạ, như vậy thì cái yếu tố gì, nó ngăn cản, thay vì là mình phát triển cái nhiệm vụ tính của mình là mình phát
cái lối sống trong cái chánh niệm tỉnh giác, thì luôn luôn mình có cái khuynh hướng là mình tham thích về cái việc là mình tích lũy về thông tin, là môn nào mình cũng thích học, ví dụ như vậy. À, thì là xin sư giảng dạy về cái vấn đề này. Còn kính gửi mic cho sư. Nam mô Bố Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, cái lý do dễ hiểu là pháp học nó dễ. Mình nói nó dễ đây không phải là mình học nó dễ hiểu hay dễ hành gì đó, mà nó dễ cho mình ngồi lâu được. Ví dụ quý vị ngồi một tiếng đồng hồ hay hai tiếng đồng hồ trong room đó, để mình học cái gì đó, nó vẫn dễ hơn là quý vị ngồi để quán một hai đề mục trong vòng một tiếng hay hai tiếng mà nhớ gì đó. Đó lý do tại sao người ta cái thích cái mà huynh hỏi nhiều hơn là cái pháp hành là vậy. À. Nhưng mà ở trong các trường thiền á thì họ bắt huynh phải học trước rồi mới được hành. Đó là cái điều kiện mà làm cho người ta, khi người ta học á, người ta có sự say mê trong pháp học, nên người ta học lo học chứ người ta không thèm nhớ tới trường thiền nữa. Đó. Bởi vì học nó có nhiều cái nó làm cho cái tâm mình nó rất là dễ dính mắt ha. Dễ dính mắt. Còn khi mình hành nó thì mình phải đối diện với những tê rồi mỏi rồi gì ông sụm, buồn ngủ rồi này kia ông sụm. Thành ra cái pháp hành thường thường á là nó làm cái trở ngại cho những cái người mà không gặp được thiền sư thứ thiệt. Tại gặp thiền sư thứ thiệt đó, họ biết sau khi mình nói chuyện với họ thì họ biết cái cá tánh của mình như thế nào, thì họ cho một số cái đề mục nó sẽ giúp cho mình dễ làm hơn là mình không có biết cách chọn đề mục. Mà đa số là cái đề mục nó làm cho con người ta trở ngại rất nhiều. Ví dụ như cái đề mục mình không thích hợp, mình cái tâm mình cứ nó phóng hoài, phóng riết mình chán thôi. Nhưng mà thường thường mình đi vô để vô học đó thì cái sự phóng tâm nó không có đâu. Có thể nó không hiểu mình chán, nhưng mà mình đọc tới đọc lui rồi nó cũng giúp ích được chút ít. Nhưng mà cái pháp hành không được. Pháp hành nếu mà không trúng cái điều kiện về cá tánh hay là sự hiểu biết của mình nó không có chưa đủ, cái là rất là dễ chán. Cái tâm nó phóng một chuyện, cái thân nó tê là chuyện. Chứ đâu phải là cái tâm nó phóng không đâu. Đó. Mình gặp được một cái vị thiền sư thứ thiệt để họ dạy mình rồi vô hành, chứ không cần học nhiều. Thật sự học không cần học nhiều, học vừa đủ để mình có thể mình hạ thủ công. Còn chứ nếu không thì thường thường cái luật của họ đó là họ bắt buộc phải học cỡ đó. Mà quý vị biết phải học cỡ đó, thí dụ như ở bên Thái hay kẻ bên Miến Điện vậy, mấy trường thiền có thứ thiệt đó, là họ bắt quý vị phải học xong gì pháp trung cấp họ mới chơi, mới nhận vô cho quý vị hành. Mà học hết gì pháp trung cấp là 3 năm, 4 năm chứ đâu ít đâu. Đó. Quý vị học 3 năm, 4 năm rồi thôi quý vị mê pháp học luôn, khỏi hành gì cả. Đó. Thấy không? Thành ra con người ta có những cái nó không có thăng bằng được. Nó không có thăng bằng. Mà tại nó không thăng bằng, thành ra mình lựa cái nào cho mình cảm thấy mình thích hợp dễ dàng hơn. Nhưng mà thật sự ra đó, mình đâu có học mình thích hợp phải, nhưng mà nhiều khi mình có chút trí tuệ, mình học dễ hiểu, cái là mình dính mắc vô đó nào mình không có hay. Không hay. Và có những người đó không có pháp học, nhưng mà nhờ cái phước nào trong cái trước đó, vô hành, nghĩa là những cái pháp như bi tị rồi kia nó phát sanh, người đã hay là dính mắc vô luôn mà không có pháp tiến bộ được. Bởi tới đó là tha hồ mà thưởng thức rồi, cái nó đâu đi thêm được nữa. Nó không đi nhiều. Đó là những cái mà mình cần phải để ý để mình biết khi nào mình dính mắc cái nào quá không nên, mà khi nào mình có thiếu cái nào thiếu thì phải học cho đủ rồi mới tiếp tục được, chứ còn nếu không là mình cũng bỏ cùng nữa chừng mà thôi. Nam mô Bố Thầy Gia. Nam mô Bố Thầy Gia. Dạ con xa thú con kính tri ân giờ dạy vừa rồi của sư. Dạ con cũng có cái suy nghĩ chủ quan của mình là như vậy. Con cũng suy nghĩ rằng là mình cũng học ở mức là căn bản vừa phải thôi, và cái quan trọng vẫn là cái phát triển về cái năng lực của cái
định của niệm và của cái sự tỉnh thức ở trong cái công việc, nó vẫn giúp ích thiết thực hơn. Nhưng mà đúng là như sư vừa mới vạch ra một cái điểm rất là vi tế, tức là khi mà mình nghiên cứu, mình học đó, mà mình có được một cái sự hiểu biết thì rõ, có một cái tuệ nhỏ nhỏ trong cái pháp học thì rất là dễ bị dính mắc vào trong cái pháp học. Và cuối cùng thì mấy mươi năm mình có học cho nhiều, và cái định mình yếu, còn thấy nó cũng không có thiết thực, không có giúp ích được nhiều. Xin mời các anh chị khác nêu vấn đề lên ạ. Con kính mời sư dùng trà, dùng trà theo hình thức 4.0 nha. Xin mời các anh chị khác cứ việc nêu câu hỏi, chúng tôi sẽ đọc cho các anh chị nha. Rồi, nếu không có vị nào, chưa có cái vị nào nêu câu hỏi lên đó, thì con cũng xin nêu vấn đề tiếp. Hồi nãy cũng có người đề cập về cái vấn đề về luân hồi gì đó. Thì con nhớ như vậy thôi sư, là có cái quan điểm, với là mình dựa vào vi diệu pháp, là cái pháp danh và sắc pháp nó sanh diệt trong từng cái sát na. Như vậy thì nếu mình dựa vào cái lý đó, đó thì cái danh sắc của mỗi một người đó, thì thật ra là nó luân hồi tái sinh ở trong từng giây phút, chứ đâu phải đợi cho tới khi tâm tử nó xuất hiện thì tâm tục sinh, lúc đó mình mới gọi là cái sự tái sinh. Tại vì theo như vi diệu pháp đó, thì các pháp đó, nó sanh diệt. Như vậy thì rõ ràng là gì? Cái danh sắc của mỗi một người á, cái danh sắc của mỗi một người ở cái sát na trước và cái sát na sau, nó không phải là một thứ, nó chỉ là tương tự thôi, chứ mình không thể nói nó là the same được. Nó là similar, nó tương tự thôi, chứ nó không phải là cùng một. Điều đó có nghĩa chăng mình có thể xem rằng là như vậy thì cái sự mà luân hồi và tái sinh có thể được xét là ở trong từng cái sát na hay không? Dạ, con kính gửi mic cho xin sư chỉ dạy có cái ý kiến về cái vấn đề này. Tại vì có nhiều cái quan điểm họ cho rằng là cái sự mà luân hồi sanh tử nó không nhất thiết chỉ là xét là đến cuối đời rồi tái sinh thì lúc đó mình mới gọi là sự tục sinh. Có thể xét cái luân hồi sanh tử nó diễn ra ngay trong hiện tại. Thì vấn đề này mình nên hiểu như thế nào? Con kính gửi mic cho sư ạ. Nam mô Bụt Thầy, gia kinh bà chị tao mẹ, giả kinh thưa chị quý vị. Trên nguyên tắc thì nó là như vậy, nhưng mà con người ta không có khả năng để thấy. Nhớ gì đó, người ta không có thấy được. Mà không thấy thì người ta không có thể quan sát, người ta không có thể có hành động gì cả. Đó. Nhưng mà cái chết mà mình thấy hàng ngày đó, thì người ta thấy được. Đó. Chứ còn bây giờ đó, nó không nói chứ đâu, mình giàu rằng tới đâu đi nữa ngoại trừ Đức Phật thôi, chứ mình không thấy sự sinh diệt từng sát na. Mình nhớ chứ, mình thấy từng chùm, một chùm có thể là cả hàng ngàn tỷ sát na mình mới thấy được một lần. Mà cái người mà hạ tổ công phu tôi thấy vậy, nó mất nhiều thời giờ lắm chứ đâu có dễ nấy đâu. Dù rằng sự thật nó là như vậy, nhưng người ta không thấy được cái đó. Nhưng mà hàng ngày người ta nhìn trên báo chí, người đó chết trong còn trẻ mấy tuổi, người đó già mấy tuổi, thì kim sùng người thấy cái đó. Rồi người ta cứ dính mắc vào cái chế định thông thường của đời mà thôi. Thì nó giúp cho con người ta mới đi từ cái sai này tới cái sai nọ, nhưng mà không ai chấp nhận mình sai cả. Đó. Còn người nào thấy được danh sắc rồi bắt đầu thấy được sự thật thì là người cô đơn. Mà khi mà mình cô đơn nhiều khi là mình chỉ thấy cái khoảng đó thôi, chứ mình không thấy chi tiết hơn nữa. Tại vì nó sanh diệt kiểu đó thì phàm nhân là không thể thấy được. Thánh nhân cũng chưa chắc thấy, ngoài trừ Đức Phật thấy là ngày dạy cho mình thôi. Thì có người ta không có theo dõi rồi, không có tiếp tục rồi được là vậy. Nên mình nói là thấy danh sắc, thấy cho vui, cho mình nói chứ đâu phải dễ đâu. Bao nhiêu năm ta vô trong rừng ta ngồi quan sát, ta cũng đâu có thấy dễ
lòng mình thấy cái mà mình tiêu đều muốn hụt hơi, chứ đừng nói là được thấy liên tục, không có. Tại cái đó nó khó thấy, thành ra người ta không thấy, người ta không có biết nó như vậy, nhưng mà người ta không thể theo cái điều kiện mà người ta muốn theo được. Còn cái chuyện mà ngoài đời đó, nhiều khi 70 tuổi chết, nhiều khi 80 tuổi chết, thấy hàng ngày. Ngày thứ nhất là nó thấy hàng ngày riết người ta không còn chán gì những cái vô thường đó nữa. Quý vị để ý coi, có nhiều chùa từ sáng tới chiều 5-7 đám mà. Ông sư hay là bà Nico gì đó, tụng đám gì hoài. Mà hỏi có thấy gì không? Chỉ thấy bao thơ không mà thôi. Rất là đau lòng chứ. Bởi vậy, mình nói những cái mình tưởng đều về thấy à. Đó. Hỏi tại, nếu mà những người đó mà họ thấy được á, thì họ cỡ nào rồi? Thấy không? nhiều khi ngày tụng 3-4 đám vậy. Đó. Thành ra đau lòng nhất là vậy đó. Tu không thành thì tu, thành thì tụng thì cúng, nhưng mà để làm gì đó, quý vị nhìn thấy không biết rồi gì. Đừng để chúng tôi nói nhiều hơn rồi mà mốt thành không lét gì. Thành ra sở dĩ là nó nhanh quá, con người ta không thấy, con người ta không theo được. Còn cái con người ta thấy thường nó là những cái chế định của đời mà thôi, nhưng mà người ta nhìn ta thấy. Thứ hai, bên cạnh đó nó có những cái lời lọc trong đó, thành ra nó làm cho con người ta càng xa cái pháp chân đế này. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ còn kính tri ân lời dạy vừa rồi của sư ạ. Sa thú. Dạ. Xin mời các anh chị khác ở trong room nêu vấn đề lên ạ. Rồi, xin gửi mic cho chị Hà ha. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, Nam Mô Thầm Mày, Nam Mô Sàng Khai. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, Ngài Lữ Tông, Trí Tông Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, hồi nãy Ngài có giải về cái giảng thích cho con về cái sự chết của một người. Thì con có thắc mắc thêm nữa là theo cái kinh nghiệm của con á, thì con thấy khi một cái người mà đang ở cái, con nói không phải lời ra đi nữa mà ngay ở trạng thái bệnh hoặc là mang cái chứng bệnh, thì sự đau đớn rồi sự trong, có nhiều khi cái tâm của họ cũng không có được an ổn nữa, lo sợ và bất cứ sự đau đớn nào cũng làm cho tâm nó cũng không được yên, thì khó mà có thể mà như Ngài nói là mình nếu mà có người tu tập thường thì họ có thể thường xuyên nghĩ đến cái sự chết hoặc thường xuyên nghĩ đến những cái khổ về thân hay tâm á, thì họ có thể đôi phần có thể rất là nhiều sự sợ hãi, thì cái đó khó mình có thể mà quán hoặc là có thể đè nén để cho cái thiện pháp nó tăng trưởng thay vì cái ác pháp nó tăng trưởng trong cái môi trường đó. À, này có thể cho chúng con có lời khuyên là như thế nào hoặc là làm sao. Dạ, con kính trao mít lời cho Ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thầy. Gia kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, là mình phải tập từ lúc trẻ kìa. Mà như chúng tôi nói đó quý vị, nhưng tập những cái liên quan tới pháp hành, pháp độ này kia phải có cái vị thiền sư tư thiệt, chứ còn cái thứ không phải tư thiệt thì quý vị không nên trao mạng mình cho những người đó. Thì người ta biết một số điều kiện thì người ta mới giúp mình được, thì mình theo từ đó mình tu tập. Chứ còn đợi cái lúc mà mình cảm thấy mình có thể chết được rồi, đầu hai tứ tóc rồi, đừng bao giờ mình suy nghĩ là mình đã làm được, mình nhớ chuyện đó. Không phải mình sợ đau trong lúc chết hay sợ gì, mà mình sợ chết. Đó. Chúng tôi nói nhiều lần là con người ta không có kinh nghiệm gì sẽ chết, nhưng con người ta là bảo đảm là 100 người tới 101 người sợ chết. Chứ không phải là không sợ đâu. Nhưng mà dù rằng mình chưa có kinh nghiệm, mình cũng sợ.
Thành ra mình dựa theo một số điều kiện đó mình ráng mình tu tập để làm chi, để mình lấy lại sự bình tĩnh trong cái những cái giây phút như vậy đó, thì nó giúp được mình. Còn nếu mình không tu tập từ cái lúc mà mình còn có khả năng tu tập đó tới cái cần ấy rồi đó, một cái thí dụ dễ hiểu, khi rớt xuống nước rồi đó mới nghĩ tới chuyện tập bơi thì làm sao bơi được, phải không? Thành ra mình phải tập bơi trong thời gian mình chưa rớt xuống nước. Còn trong thời gian mình vào rằng mình ở cái nơi là không có sông, không có biển gì đó, mình cũng nên đi xuống mấy cái chỗ piscine đó để mình học bơi đi. Lỡ ngày nào nó có ở đâu thì mình mới có thể mình làm được. Chứ còn bây giờ mình rớt xuống nước cái rầm rồi, cái lúc đó mình nghĩ tới cái chuyện mà học bơi thôi chứ. Có ông nào gần đó dạy mình bơi, mình có bơi được không? Phải không? Thành ra muốn có những cái chuyện mà nãy câu hỏi đó, mà mình có thể giữ bình tĩnh được đó là phải tập từ cái lúc bây giờ này. Lúc mà còn khả năng nghĩa là còn xa cái những cái điều kiện đó, đó nên tập đi, để cho lần lần nó quen, nó có kinh nghiệm rồi thì khi tới mình tới gần đó thì mình mới có khả năng để bình tĩnh, có khả năng để tránh khỏi một số cái điều đáng tiếc trong lúc đó ha. Chứ còn đừng để bây giờ, để tới nơi rồi làm thì không kịp nữa. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và con kính lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô vị thiền hữu trí thức trong đạo tràng. Dạ, kính bạch ngài, con thầy trong bài kinh có xác định là không, khi mà một người mà hành giả tu hành thực hành tự niệm xứ thì cũng cần phải 7 năm, mà có thể là 5 năm, 4 năm, 3 năm, 7 tháng, 4 tháng, 3 tháng cho đến 7 ngày để có thể đạt đạo quả. Và trong một cái hướng dẫn hành thiền từ niệm xứ thì cũng có đề cập đến, ví dụ như cái đề mục bất tịnh thì tóc lông mỏng răng da, rồi xuôi, rồi ngược xuôi, rồi cái nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, thì con tính cái thời gian đó cũng hết gần 6 tháng. Dạ, như vậy thì nó có cái mâu thuẫn gì ở đấy, hay có sự khác biệt gì ở đấy không, mật ngài, thì con xin dâng lên ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, điều nói trong bài kinh tứ niệm xứ là Đức Phật nói theo cái cá tánh của cái thời đó, thời Đức Phật đó, có nhiều người nghe xong ngồi chúc đắc, có nhiều người nghe xong một hai tuần sẽ đắc, có người nghe xong phải hành cả bao nhiêu năm đắc, thành ra nó mới có cái chuyện 7 năm, sau 7 tuần hay là 7 ngày gì đó, là dựa vào cái tiền nghiệp của người đó như thế nào, tốt xấu như thế nào. Chứ còn bây giờ thì chuyện đó không thể xảy ra. Còn bây giờ đó mà mình cũng vậy, tại vì cái bây giờ là cái người mà niệm kê xả là Numa Na Khả đó, mà có thể thấy một số cái điều kiện đó thì thời bây giờ cũng đã có cái rất là khó kiếm chứ phải không. Thành ra người ta phải tụng tới rồi tụng lui, tụng để cho nó dính mắc được cái những cái điều kiện đó. Chứ bây giờ nếu mình tụng xuôi, bởi vì có nhiều người đó tụng xuôi kê xả Numa Na Khả, người ta là cho tụng gì tụng được, nhưng mà tụng ngược thì không được. Thì người ta muốn cho cái tâm người đó định bằng cách là xuôi ngược đều giống nhau hết, thành ra người ta mới bày ra cái đó là do chú giải hoặc sớ giải sau này họ bày. Chứ trong kinh điển không thấy nào nói là phải tụng về cả. Bởi vì tại sao trong kinh điển không có, có nói tới ba mai thể trược, nhưng mà không có cách hành như vậy là tại sao? Tại vì vào thời Đức Phật đó, kiếm cái người mà dỗm như mình khó kiếm lắm. Khi Đức Phật nhìn cái người nào đó, nếu lọt vào giọng trí của ngài, ngài mới thuyết pháp cho nghe, ngài mới nói. Hoặc là ngài ngồi, ngài dùng cái giọng trí của ngài để ngài quét, ngài biết cái người đó đó có khả năng đắc đạo quả, thì ngài mới dùng thần thông, ngài đi tới đó, ngài độ người ta. Thành ra không có cái chuyện mà phải niệm kê xả lô ma xả lâu như mình.
không? Bây giờ mình không có cái vị thầy giống như Đức Phật, không có cái vị nào mà nhìn cái mình rồi biết cá tánh mình thuộc loại nào. Thành nó phải dựa vào chú giải là con về hành cái này đi, kê xả luôn a nó khả thành ta tại châu đọc xuôi đọc ngược tại châu thành ta nó khả lô ma kê giả đọc xuôi kê giả lô ma vậy đó, để đọc cho tới khi nào mà nó dính vô rồi đó, rồi bắt đầu tới cái mục thứ hai, rồi tới mục thứ ba, thành nó tâm giao tháng vậy đó. Nhưng mà cũng không có kết quả gì cả, bởi vì mình nó mới nói cho mình nó quay thứ đó, cái thứ của mình đó là phải không phải năm sáu tháng mà phải năm sáu năm, mình chưa chắc được nữa là đã, cái thời bây giờ đó là nó nghĩa là mình nói thật sự đó, trên nghĩa là gần 3 năm là bắt đầu pháp đối với con người là phá bắt đầu hạt rồi, chứ nó lấy đứa nào đó em. Bởi vì mình đó, bây giờ mình học là mình học tủ chứ mình không học như ngày xưa. Học tủ là sao? Lượng số cái bài kinh nào học để hành được cái mình mới học. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều đó, dù rằng những bài kinh đó là liên quan tới pháp hành đi nữa, nhưng mà có những cái bài kinh không liên quan tới pháp hành quý vị vẫn phải học như được. Bởi nếu không cũng khó, khó để mà có thể hành được cái điều mà mình tưởng là nó dễ, không phải. Quý vị nên nhớ đó, mình muốn vô trường thiền ấy, tức là cái giới mình phải trong sạch, mình học bao nhiêu chuyện để cái giới mình trong sạch, mình nhớ chuyện rồi mình phải học bao nhiêu chuyện để trong cái thời gian nở trong đó, ít nhất là cái định nó phải có năng lực, đâu phải dễ đâu. Thành thời buổi này đó, vào trường thiền thì nhiều nhưng mà ít có cái người mà có khả năng đi tới cái mức cuối cùng được là vậy đó. Nhưng mà đa số phạm nhân thì nó có những cái chuyện mà đang nói. Tại sao? Mình không biết mình là thứ dỗm mà mình cứ nghĩ là mình tu tắc được. Cái gì? Tu tắc là tắc, tắc tới bếp luôn. Nghe không? Vô nghe nói ở chỗ có con thì sẽ cứ bỏ tới tu tắc. Xin thưa quý vị, chứ vào cái thời này là 5000 năm thứ qua của giáo pháp Đức Phật, quý vị muốn vô trường thiền phải học trước. Học để hiểu ít nhất danh sách là gì, học để hiểu 40 địa mục thiền chỉ nó như thế nào, làm thế nào để có thể hành được, học trước. Rồi khi mà mình vô thì sẽ cũng chỉ thêm, thì mai ra mình có cơ hội để hành được. Còn nếu không á, xin lỗi quý vị, tốn thì giờ mà thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ quý tôn Đức Tăng, kính chào quý cô, quý thiền hữu trí thức trong đạo ca. Kính bạch ngài và con, trong một cái số trường hợp như về y khoa chẳng hạn, về đông y chẳng hạn, thì người ta thấy được những cái huyệt đạo trong cái cơ thể của con người. Trong khi bên Tây Y thì người ta khi mà mổ xẻ ra thì người ta không thấy những cái huyệt đạo đó. Như vậy thì, hoặc là như ông Lê Quỳ Đôn thì ông hai tay ông có thể viết hai cái bài viết khác nhau. Hoặc là ông có thể đọc ngược từ một cái bài văn từ dưới đọc lên mà ông nhớ liền. Như vậy có phải là nhờ cái năng lực thiền định hay không? Ngài, để con xin dâng được đến Ngài. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn thì kính thưa chư vị, cái đó không phải do năng lực của thiền định đâu, nhưng mà do cái những cái pháp mà họ biết đó, họ đã thực hành nhiều đời nhiều kiếp liên tục, nhớ đó, thực hành nhiều đời nhiều kiếp liên tục, thành ra tới kiếp này nó mới thường thục, nên nhớ đó. Nếu mình có khả năng mình sẽ làm đời liên thì mình làm cái gì cũng nhanh, mình thông minh. Ví dụ như có nhiều đứa bây giờ, bởi vì thấy nó học chưa hết tiểu học là nó đã thi đậu đại học được rồi. Thành ra cái đó là do những cái sự tồn trụ của mình liên tục trong nhiều kiếp mình làm người. Mà ở trong những cái quốc gia có cái nền văn hóa tương tự.
thành ra nó mới quân tập được cái đó. Chứ nếu như mình là không có khả năng, tại vì mình nó không ở được liên tục, làm cái người liên tục. Mà cái thứ hai đó, mà kiếp trước á, mình kiếp này mình là người Việt, nhưng kiếp trước có thể mình là người Tàu, hoặc là kiếp trước mình có thể là người Thái, hoặc người Ấn Độ không chừng. À, nếu mình được sanh làm người 4 năm kiếp liên tục, nhưng mỗi kiếp là một người khác nhau, thì cái văn hóa nó khác nhau, mình không thể có cái sự liên tục được trong cái điều kiện đó để mình có thể làm được giống như những người mà thường tổ không đề cập tới. À, tại sao có nhiều đứa nó học rất là giỏi, nó được sanh liên tục làm người và ở cùng một cái nơi mà có những cái nền giáo dục đó, thì nó học nó thông minh hơn bạn bè đó, tại vì cái đó nó đã quân tập nhiều lần. Còn mình thì không được cái đó. Mình bây giờ đó, ví dụ như bây giờ nếu dụ mình học tới đó đi, nhưng mà vì nghiệp ác mình rớt xuống cái mình rớt luôn xuống dưới chỗ cái chảo của ông Diêm Vương, thì cái chảo đó nó nóng, nó thiêu mình, nó làm cho mình nóng riết, mất tiêu hết trơn chứ làm gì còn đâu à. Với cái sao trộn là được, với cái đó bị như chảo nóng nó đốt hết trơn chứ còn đâu nữa, mà mình có thể mình nghĩ để mình làm gì, phải không? Đó, thành ra có những cái nó vô một số cái chuyện vậy, chứ nó đâu có ai cũng phải giống nhau. Rồi nếu mà mình nói mình sanh ra rồi này kia ông chồng, cái gì coi trong kinh điển vậy, chứ có những cái vị mà sanh lên làm cho thiên cả bao nhiêu đại phương, chưa rớt xuống làm người, hoặc là chưa rớt xuống bốn đường đạo, thì quý vị biết thì những cái người đó cái sự thông minh họ có thừa thải, tại vì mình ở cái cõi mà người hoặc là cõi thiên rồi, mình không có, nó không có bào mòn những cái trí nhớ của mình. Chứ ví dụ như kiếp này mình làm người, kiếp sau mình làm heo, kiếp sau mình làm bò, thì kiếp sau mình rớt địa ngục, rồi kiếp sau nữa mình mới trội lên làm gì, làm trùng làm dế rồi mới làm người lại, thì làm sao mình có được cái trí tuệ mà về giống như mình muốn được, phải không? Nó muốn ráng cố gắng mà tạo thiện pháp nhiều để mình sanh đi sanh lại ở cái cõi dục này, mà nghĩa là liên tục từ cõi người lên tới cõi thiên thôi, chứ đừng nó đi xuống. Mỗi lần đi xuống là nó thiêu mòn mình bao nhiêu cái trí nhớ của mình, chứ không phải không. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sáng thủ dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, kính bạch ngài, dạ, còn cái trường hợp như là một cái người họ rơi khỏi cái thân xác của họ rồi, họ nhìn lại cái bản thân của cái xác của họ, rồi họ nhận ra đây là danh, đây còn cái xác đó là xác, cái trạng thái giống như người ta gọi là xuất hồn á. Bạch ngài, như vậy nó có phải là cái trạng thái nhìn thấy được cái danh sắc hay không, hay là đó là một cái ảo tưởng? Vậy con xin dẫn với đến ngài. Nam mô Bồ Tát, giả kinh bạch chư tôn, giả kinh thưa chư quý vị. Nghĩa là mình bất tỉnh rồi mình thấy vậy đó, mà mình nói mình thấy danh sắc cái đó nó trời vậy, dù cho nó thiệt không được. Quý vị muốn thấy danh sắc, quý vị phải hành bao nhiêu chuyện trong giáo pháp Đức Phật mình có thể mình thấy được. Chứ còn mình lý do là mình bị gì đó, mình bất tỉnh, người ta gọi là xuất hồn xuất gì, mình nói chơi với vui chứ cái hồn nào không có xuất được. Bởi vì cái tâm của mình á, mình nói mình xuất thì xuất làm sao, nó lấy gì nó nương vào để nó phát sanh. Mình là con người ở cái xứ này đó, mình có mắt tai mũi lưỡi với tim, là thân là tim nữa, là nó để tâm nó phát mình, nó không cần có cái chỗ để nó dựa vô. Mà khi mình bất tỉnh, dầu trần cái tâm mình nó có sức ra ngoài được, nó cũng làm ăn gì được đó, mình nói chơi chơi vui nó sức cho nó sức được, nó phải dựa vào cái chỗ nương của nó chứ làm sao. Có những cái mình ta tưởng không người lái, nó nói ra rồi mình tin là mình chết, không thể nói nó không đúng với
cái khoa học của cái danh sách này. Mình ở cõi này là nó phải dính cái chỗ nương nhờ của nó ở trong đó, chứ làm sao mà nó chạy ra chỗ khác được, nó xuất ra xuất đi đâu đó. Cái những cái đó là cái những cái đó là tự nhiên bất tỉnh thấy như vậy vậy vậy, cái chuyện nó không thể xảy ra. Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, con thay mặt đạo tràng kính tri ân về những cái lời dạy vừa rồi của sư. Dạ, chỉ còn có vài phút nữa là xin mời các anh chị nêu một cái câu hỏi cuối cùng đi. Dạ. Để có ai nêu thì thôi, con nêu một cái câu hỏi cuối cùng, còn có 4 phút nữa thôi. Đó là cái vấn đề về cái sự khác nhau giữa cái chữ là mình thường thấy là cái chữ tri kiến đó, cái chữ tri kiến ở trong kinh điển này thường dịch sát nghĩa đó là cái thấy biết. Nhưng mà cái chữ kiến thức đó, thưa sư, thì kiến là thấy mà thức cũng là biết, thì kiến thức là thấy biết. Như vậy thì cái sự khác nhau giữa cái tri kiến và cái kiến thức là chỗ nào, thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch Chư Tôn nghe nhà, kính thưa chư quý vị, nó khác nhau với chỗ là thấy cái gì mà được. Thấy biết, nhưng mà thấy biết cái gì thì đó là khác nhau giữa hai chữ. Cũng giống như mình đó, mình nói nhiều khi mình nói chữ trí rồi nhiều khi mình nói chữ tệ đó, cái thấy nó khác nhau ở chỗ nào. Bởi vì khi có những cái thấy đó, mình chỉ thấy cái điều kiện về, nếu mình nói theo Phật pháp đó, thấy theo chế định mà thôi, chứ không thấy được tới cái thực tính. Nhưng mà cũng có những cái danh từ mình dùng để thấy cái thực tính được, thấy chế định được. Thì nó tùy theo cái chữ mà mình dùng đó. Nhưng mà thường mình không có để ý những cái chữ đó. Ở bên Thái, bên Ấn Điện nó có bộ từ điển này, có những cái chữ mà dùng như thế nào là nó có hết đó. Mà mỗi năm nó thay đổi. Ví dụ cái chữ đó, trong cái xã hội nó thay đổi, thì cái quyển đó nó mỗi năm nó cũng thay đổi lại. Cái chữ đó là năm kiếp trước, mấy năm trước thì dùng như vậy, mấy năm sau dùng như vậy nè. Có ai biết bây giờ mình nên dùng cái chữ đó hay là nên dùng cái chữ này đó. Nên nó có hết. Còn mình không có thì mình cứ nói theo cái sách vở mình đọc. Nhiều khi mình nói trật nào mình cũng không hay, nó thật sự vậy đó. Bởi vì cái ngôn ngữ của mình đó, nó có nhiều cấp bậc chứ không phải là nó bình thường. Mình nói cái chữ đó, đối với cái người học về toán học, họ hiểu khác. Mình nói theo cái kiểu hồi xưa chúng ta học, nói theo cái anh băng B nó khác, mà nói theo cái anh học băng A nó khác, mà nói theo cái anh học băng C, băng D nó khác. Một chữ thôi, mà nó khác, chứ nó không có giống được. Thành ra khi mà dừng chữ này là mình phải coi coi, người ta nói trong cái điều kiện gì. Cái điều kiện đó liên quan tới khoa học, liên quan tới toán học, hay là liên quan tới văn học, thì mình mới biết là nó khác hay nó giống nhau. Còn nếu mình không có thấy được cái chỗ đó thì coi chừng có sự hiểu lầm đó liền. Nam mô Bụt Thầy vậy. Kính bạch Chư Tôn ngàn dạ, kính thưa chư cư sĩ nam sĩ nữ trong đời cả, tất cả phước báo phát sanh do pháp thoại trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn ngàn dạ cùng cư sĩ nam sĩ nữ trong đạo tràng có cơ hội để chấm dứt các pháp ngũ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Tham Mai vậy. Nam mô Sang Khai vậy. Nam mô Ra Tăng Ta Giả Sa. Nam mô Bụt Thầy vậy. Nam mô Tham Mai vậy. Nam mô Sang Khai vậy. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi hoan hỷ đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con những câu hỏi thắc mắc về trong pháp học ạ. Dạ, con kính tri ân ngài rất là nhiều ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để sám hối Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo ạ. Uttamangena vande hang padapang sung varuttamang
Buddheyo kalito doso Buddho kamatutang mamang Uttamange na vandehang Thammang chaduvitam varang Thammeyo kalito doso Thammo kamatutang mamang Uttamange na vandehang Sankhan chaduvitottamang Sankheyo kalito doso Sankho kamatutang mamang. Và sau đây con xin kính thỉnh sư Tuệ Đức có thể chúc phúc cho đạo tràng của chúng con sau khi thính pháp không ạ? À? Và con kính thỉnh sư ạ, à, con xin sư cho con kính hiệu. Sa thú, sa thú. Và con kính thỉnh sư ạ. À.